Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 2023. Chúng ta tổ chức cộng tu ngày Chủ Nhật. Hôm nay chúng ta học tập tin Phật, niệm Phật, mọi việc có Phật sắp xếp. A Di Đà Phật. Mình là phàm phu mà có thể tin Phật, niệm Phật, Phật có thể sắp xếp. Như thế nào mới có thể cảm với Phật mà Phật có thể sắp xếp được cho những người phàm phu chúng ta? Là ngay cái tâm mình phải có đạo đức. Nhớ, ngay cái chữ đức, đạo đức là nó cảm với Phật, nên Phật mới sắp xếp. Có nghĩa là mình tin Phật, niệm Phật, mà chữ Phật là chữ giác. Khi mình đã tin Phật rồi thì mình sửa đổi lỗi lầm, mình làm việc thiện, việc tốt là chữ giác, là chữ Phật. Mà cái tâm sửa đổi lỗi lầm, niệm niệm vì người mà làm thì cảm với bổn nguyện của Phật. Vì Phật á, thương chúng sanh. Mình mà vì chúng sanh thì Phật thương mình. Nó qua những cái trung gian, những cái đường dây để giao kết đó, là nguyên lý, là chúng sanh. Chứ không phải mình chỉ có tin Phật, niệm Phật rồi mình không cần làm gì, rồi mình cũng niệm niệm chỉ biết mình thôi, không nghĩ ai. Tôi tin Phật vậy thôi, vậy cũng không đúng. Thí dụ như mình không có một cái nhân duyên gì hết chứ, hoặc là mình bệnh đau, mình bãi sụi, mình ngồi chỗ, thì đó là mình tin Phật rồi mình niệm Phật thôi. Tại vì bãi sụi không có làm được gì, không có làm được cái gì nữa hết trơn. Thì con bây giờ con chỉ có tin Phật, con niệm Phật thôi, thì Phật cũng ứng cho cái gì? An lạc tâm, ngồi chỗ, nằm chỗ. Bệnh đau mà không đau, bệnh đau mà lại không đau, bệnh đau mà lại không buồn, đó cũng là cảm ứng rồi đó. Nhớ nghe. Còn mình còn đi được, làm được, nói được, nghĩ được, thì phải đem những cái việc làm đó mà lợi ích cho người khác. Thì rồi mình chân thật niệm Phật, lễ Phật, thì chắc chắn rằng là đời mình Phật sắp xếp hết trơn. Yeah. Mình có tin Phật, niệm Phật mà mình vì người ta đi, dù mình có lên bờ xuống ruộng đi chăng nữa, cuối cùng nó cũng lọt ra biển. Mình cứ tin Phật, niệm Phật thôi. Niệm niệm gì người cho hết lòng hết dạ đi, cứ hết lòng hết dạ. Tự nhiên cuộc đời của mình nhìn thấy nó giống như khổ đau te tua tả tơ, nhưng mà cái nước cuối nó ngon lắm không dẫn nha. Te tua đó đó mà trả cái quả báo thế gian, nhưng cái quả báo cuối đời là Phật đem đài sen xuống rước. Quý vị nghĩ nó vinh quang cỡ nào chưa? Quá vinh quang luôn. Phật sắp xếp cho mình, Phật nhìn rõ hết. Nên con người mà chân thật mà tu hành, dù quý vị có gặp sự cố gì, cuối cùng người đó nhắm phơ phớ, yên tâm đi, họ té đâu này, họ ngã đâu kia, nhưng mà cuối cùng họ cũng đứng. Nhớ, họ cũng đứng à. Còn quý vị biết cái người mà họ không lo tu hành, quý vị nhìn họ phơ phớ đó đó, giống như một cái cây mà nhìn nó xanh tươi, nhìn tốt, ngon lành nghe, nhưng mà đoạn cái gốc không có đứt là đoạn gốc. Nó đoạn cái gốc rồi nó ngã bất tử là nó ngã chốc gốc luôn. Còn cái người á, người ta lo tu hành, nhiệt tình vì người, quý vị thấy á, cành lá bị chủ lũi á, đừng có chê. Cành lá ta chủ lũi nhưng mà cái gốc mà ta chát, gốc chắc chắc là ngon, hiểu không? Cái gốc mà nó chắc rồi đó thì do gió bão đi chăng nữa nó cũng không có nhổ được đâu, nhưng mà còn gốc là còn cơ hội. Quý vị thấy có những cái cây nó quá xum xê, người ta cắt lá cành chịu lũi hết, nhưng mà thời gian ngắn nó ra dài lại.
Có thời gian bên hộ pháp mình, hòa thượng kêu cắt mấy cái đầu cây cho cục lại, thấy không, sợ nó cao nó ngã. Cắt xong cũng là bài pháp ông dạy, ông còn trẻ quá, nhiều người biết ông. Cũng như cái cây này nó cao vậy, tôi cắt cái đầu nó bớt lại, mai mốt nó mọc ra, thời gian mà nó mọc đó đó thì giúp cho cái gốc của ông nó bám chắc, cái gốc cái cây đó cho chắc đi. Cái cách hòa thượng làm coi ai có hiểu biết hay không, biểu pháp thôi, hiểu chưa? Còn ví dụ như mình chỉ đi cắt cây thôi, mình không biết gì thì thôi. Còn người mà biết thì sẽ biết được rằng tại ngay khu tăng như Đức ở, cây đang ngon lành cao thì là cao, mà ổng tự nhiên ổng chặt ngay cái đầu cây còn khúc. Trong bụng nó sao kỳ trời, sao cây nó chặt chịu lũi chứ kỳ cục ghê. Bữa nay nó ra cao quá trời luôn kìa. Thế mà ổng chặt thời gian thì gốc của nó dưỡng gốc. Tại vì nếu mà bây giờ mình để nó cao quá thì nó dưỡng ngọn. Mà dưỡng ngọn mà gốc nó mà yếu quá nó ngã luôn cái cây. Bây giờ ổng vớt khúc, cuối cùng dưỡng gốc, dưỡng gốc giờ nó ra cao quá ăn thua giờ nó đâu ngã. Đúng không? Đó. Nên cái người mà lo tu hành nhiệt tình vì chúng sanh á, mà bị người ta nói này nói kia bị hại rồi đó, yên tâm đi, cứ lo mà tạo cái đức cho tốt. Tuy là người ta chặt cành chặt lá mình vậy đó thì thấy te tu tả tơ, nhưng mà yên tâm, cái gốc nó chắc. Rồi một ngày nào cành lá nó cũng xum xê à. Còn mình nhìn có những người người ta phất lên ào ào, nhưng mà người ta không có gì người khác, người ta vì cái danh cái lợi. Nhìn ta xanh tươi vậy đó, nhưng mà nó một cơn gió thổi ngang nó ngã là cả gốc cành lá gì te tua chết queo, hiểu không? Con người sống nó phải nhìn nhận vậy đó, chứ mình đừng có nói rằng trời ơi lo đi tu ăn chay niệm Phật tối ngày mà sao hết chuyện này tới chuyện kia. Thì cái chuyện qua báo Phật đã quá ưu ái cho mình rồi, nếu mà không trả qua báo thì quả báo tam đồ ác đạo có phần cho mình. Nên mình niệm Phật nên Phật mới giúp cho mình tiêu cái nghiệp chướng ở cõi đời, tiêu cái nghiệp chướng cõi đời để mình sanh cái quả ở cực lạc. Ồ vậy mà không cố gắng nghĩ vậy thì cái gì mình cũng vượt qua hết trơn á. Chứ mình cái nhiều người ta không hiểu, người ta nói câu này: làm tốt gặp nhiều tai nạn. Đúng rồi, làm tốt gặp nhiều tai nạn để tránh cái quả báo tam đồ. Còn bây giờ mình làm ác mà phơ phớ nó bứng gốc luôn á, chứ đừng nói chuyện giận chơi. Nó đẩy thẳng mình xuống tam đồ ác đạo, đừng nói chuyện giận chơi. Nó tại vì cái nghiệp ác nó thấy người này ác quá, nó đâu có đi soi bói làm gì, đó là binh của nó mà, nó dưỡng tới cuối cùng là nó đi lui xuống tuốt dư luôn, tuốt dư kia. Cái này là 100% luôn, chứ vị biết nó không có đỡ nổi luôn, nó lọt luôn rồi, nó không có cái gì đỡ lên mình chứ. Còn mình tin Phật đi, mình sống cho thật là tốt, đặc biệt đi, dù mình có gặp kiếp nạn gì, cái gì mình tin cái đó toàn là nhân là quả Phật sắp xếp hết chứ. Cứ yên tâm đi, đừng có lo. Mình mà chỉ cần mà bám chắc câu Phật hiệu rồi mình sống cho đặc biệt, chứ không phải nói là mình con tin Phật, con dựa vô Phật, Phật là đại ca, rồi con tha hồ con dựa vào đại ca, rồi con đi làm ác tầm bậy, đi làm sai làm tầm bậy tầm bạ, chứ không phải. Mình cái gì mình cũng niệm vì người ta, quên mình mà vì người. Có khi mình bị người ta nói mình một cái chuyện mà vì người ta, lợi ích cho người ta, Phật thấy rõ hết chứ. Có nghĩa là mình có bản lãnh, mình có thể bị tổn hại một chút mà vì người ta, không có sao. Phật biết người này vì người ta, nó có gì nó cái gì chứ. Nó vậy thì mình yên tâm đi, cuộc đời mình nó không có sao đâu. Dù cỡ nào chăng nữa cũng có cơm nấu chút đỉnh, không có sao. Nên tin Phật, niệm Phật, có Phật sắp xếp. Quý vị nhớ nè, trong cuộc đời tu hành của mình, có nhiều người trong chùa hay ngoài đời như Đức cũng thường từng nói, ví dụ như ghi tờ di chúc, ghi này ghi kia, đó là cái bên ngoài thôi, cái bên ngoài thôi vị ơi, cành lá chơi thôi. Cái gốc chính nhất là quý vị tin Phật hoàn toàn rồi niệm Phật. Cái công năng của Phật là viên mãn, công năng là viên mãn thôi, mà mình lại tin ngay bổn nguyện của Phật. Như vậy thì mình nhập vào bổn nguyện Phật. Mà đó là nhập vào bổn nguyện Phật, ai trở ngại được quý vị? Người thế gian này ai trở ngại được? Đừng có nói người thế gian, cả cảnh giới của quỷ thần cũng không trở ngại được. Tại vì sao? Vì nhập vào cái bổn nguyện của Phật sao trở ngại? Sao trở ngại được cái người đó? Thấy thì họ lên bờ xuống ruộng chứ không ăn thua gì họ chứ. Không sao. Nó rèn con người đó mà. Trời ơi, giống như cây sắt còn thô phải đập
rồi phải đốt, rồi đập, đốt, đập, đốt, rồi mài, rồi nó thành ra cái sản phẩm sử dụng. Đúng quý vị. Đó. Từ nơi đó mà mỗi một con người mình tu hành phải được sự rèn luyện cho mọi mặt. Mặt nào cũng là rèn luyện đó. Mặt vợ, mặt chồng, mặt con, mặt cha mẹ chồng, cha mẹ vợ. Đó là tất cả các cái mặt đó để mà rèn luyện con người này để thành chánh quả. Giống như viên Tây Du Ký thấy chưa, con phải chịu bao nhiêu kiếp nạn rồi mới giờ gặp Như Lai. Mà tính kỹ hết trơn, gặp rồi mà tính còn một nạn vì phải rớt xuống trả thêm nạn nữa rồi mới đi. À, đó. Nên mình tu hành á, gặp nạn đừng có sợ. Có nạn là có tu, có nạn là có tu đó. Càng nạn thì càng tu, nạn ít thì tu ít, nạn nhiều tu nhiều. À, vậy đó. Nó cứ yên tâm mà giữ cái tâm tu. Tin Phật là giữ cái tâm tu, còn không tin Phật là bỏ tu. Nó, mình tin Phật là mình không có chạy theo cái danh lợi, cái mờ ảo trong cái cuộc đời. Mà người ta hướng dẫn Phật pháp mà ta nói mờ mờ ảo ảo, ta nói tùm lum chuyện mà mê tín được. Mình không có dám đụng vô, mình tránh. Mình đi đến đâu mà mình nghe cái chuyện mà nói mê tín rồi nói thằng nói thánh rồi nói Phật Bồ Tát rồi thôi mình im im, mình trốn vô khắc phức cho rồi. Mình lạng lạng trước mặt nó chưởng mình cái mà chết. Không, mình tránh đi. Không, trong cái cõi đời này mà phàm thánh đồng cư độ mình cũng không dám nói. Nhưng mà thôi mình tránh, tại vì Phật Bồ Tát không có làm gì đâu. Phật Bồ Tát là dạy về nhân quả thôi. Dạy con người sống áp dụng trong cái cuộc đời. Mình tu hành làm sao mà mình có thể tránh được những cái việc mà tai nạn. Tai nạn là do cái nhân mình gieo, cái quả mình chịu. Nó mà không có nhân này, dù nó có đến nó cũng tránh điều khác. Mà nó đã có gieo cái nhân này thì chắc chắn rằng cái quả này nó phải có. Nó, quý vị phải tin 100% đi. Cái hộp ớt á, thì nó là trái ớt à. Mà cái hộp cà nó là trái cà. Cái hộp nào là trái nấy à. Vậy thì bây giờ quý vị coi cái quả mình đang sống ở cõi đời sao, thì biết cái nhân gieo gì, cái nhân mới bị gieo làm sao, thì bị biết cái quả nó gì. 100% luôn. Nhân quả nó không có sai một chút nào đâu. Nó không có sai một chút luôn. Nó là công bằng hoàn toàn. Nhân quả là hoàn toàn công bằng, không có sai một chút luôn. Thì mình đừng có nói cái tiếng ở trong cái cuộc đời này nói đi, nhưng rồi suy nghĩ lại. Oan ức quá. Không có oan ức gì chứ. Không có oan ức. Không có oan ức gì đâu. Đừng có nói rằng là lo nhiều, làm nhiều, nhiệt tình hết mình gì rồi người ta đối xử tệ bạc, hắc hủi. Oan ức quá. Không có oan ức gì chứ nha. Không có oan ức đâu. Oan ức gì, gieo nhân gặt quả mà oan ức gì trẻ. Thì nghe vậy bị thấy trong lòng bị thoải mái không? Nên cái người mà khi cái quả đến mà mình không kêu oan á, là con người này quý vị sẽ tự tại. Người ta hỏi quý vị vì sao mà như vậy mà không kêu oan. Nó oan cái gì? Gieo nhân gặt quả, oan cái gì mà quá. Oan ức cái gì nữa mà oan nữa. Cái người ngoài đời không tu thì họ nói oan ức. Còn mình là quý vị muốn vãng sanh thật sự thì không có oan. Nhớ, quý vị muốn vãng sanh thật sự thì không có oan. Còn quý vị không muốn vãng sanh thì cứ kêu oan đi. Không muốn vãng sanh thì kêu oan đi. Kêu oan có khi còn tốn tiền. Hiểu không? Nó ví dụ như ở ngoài đường hai người chạy xe quẹt cái rầm, mình nhìn coi à, thôi anh ơi, xe tôi bị chạy nhưng mà xe nó không thể nào bằng con người được. Anh thì bị chảy máu, thôi tôi bây giờ tôi bàn với anh nghe. Anh em mình chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không đi, xe tôi để tôi sửa. Còn anh chạy chùa thì thôi để tôi lo thuốc men. Nếu mà tính gọn được thì gọn đi. Cái đó là con người mình đặc biệt quá, gặp sự cảnh duyên gì cũng chịu thiệt. Cảnh duyên gì cũng chịu thiệt. Chịu thiệt hết chứ. Cứ nghĩ cái mạng người ta quan trọng hơn cái xe. Chứ đừng nghĩ cái xe mình bao nhiêu tỷ bạc quan trọng hơn cái mạng. Tàu ơi, cái xe cũng có thể mua được. Cái mạng mà nó gãy tay gãy chân rồi muốn lành lặn cũng khó. Nên mình nghĩ cái mạng người ta quan trọng trước đi. Con người mình mà nghĩ như vậy thì phước báo mình quá lớn. Còn từ khi cái chuyện rắc rối quá mình mới nhờ tới pháp luật. Còn cái chuyện gì mà nó giải quyết được thì mình dàn xếp đi. Mình chỉ cần nói tình, nói lý mà đừng có cãi bước.
Mình chỉ cần chịu thiệt thôi. Con người mà đâu có thiệt thòi, nó đâu có thiệt thòi đâu. Không, bởi vì mình học Phật, quý vị coi, nếu mà cái người học Phật mình mà hiểu nguyên lý này, trời ơi, về nhà nước người ta cũng đỡ cực khổ. Cái chuyện vợ chồng mình cũng mình cũng giải quyết gọn hơn. Ví dụ như hai vợ chồng sống với nhau, bây giờ còn duyên còn nợ thì đến với nhau. Duyên nó có thượng duyên có nghịch duyên, nhưng mà lỡ hết duyên hết nợ xa nhau. Thì bây giờ ví dụ như bây giờ người ta không hiểu đạo, người ta nói bây giờ á, tôi nuôi con, à giờ bà muốn nuôi, à được bà nuôi con, mà ông phải chia của cho tôi 7-3. Vậy là ai 7 ai 3? Tôi nuôi con tôi 7, ông không nuôi con ông 3. Thôi được rồi, tôi cho bà 8-2 luôn á. Tôi 8 bà 2. Quay nữ hết hồn. Tính kỹ tí ghê. Thấy không? Đó. Thôi kệ, phải nữ 8 luôn, mình 2. Đàn ông bản lãnh mà, ăn thua gì. Thật sự mình biết tu, đó là nói biết tu á mấy anh em. Còn mình không biết tu thì tùy mấy anh em thôi. Còn mình mà biết tu, được rồi. Vợ chồng mà bây giờ tôi với bà có duyên có nợ đến với nhau, có xa nhau cũng là tình bạn, được rồi, không sao đâu bà. Nhưng mà bà cố gắng sống cho tốt nghe, nuôi con nuôi cho đàng hoàng. Bà thôi vợ chồng mà sống rồi thấy mấy chục năm, mười mấy năm, hai chục năm, bây giờ tôi với bà còn xa nhau gì. Thôi nếu mà đây là lời khuyên chân thật của tôi, nếu tôi với bà hết duyên hết nợ nhau, thôi bà với tôi cố gắng sống gì, mình học Phật pháp đi, chứ không thôi bà đừng có bước lên bước nữa, con mình nó khổ nghe. Này tôi khuyên thôi, chứ tôi bà chia tay, bà muốn làm bà làm kệ bà. Nhưng mà tôi khuyên chân thật, cái lời khuyên của tôi chân thành lắm á. Thôi được rồi, bà muốn 8 thì tôi chia 8, tôi 2 phần cũng được, đâu có gì đâu. Mình học Phật mình hiểu rồi, hoặc là tôi hiểu rồi, bà ơi không sao đâu, được chia cho bà hết á, sao đâu. Không vậy thì con người mình thật sự mà nói nó đặc biệt quá, không cần thiết cái chỗ đó. Mình tin cái phước trong mạng, không tin cái phước trong mạng. Người ta lấy được 8 phần cũng là cái phước trong mạng người ta có, chứ không có phước trong mạng 8 phần mà cầm đi rồi biết, nó đổ tầm bậy hết trơn, không có được gì. Còn cái phước trong mạng mình ai lấy được? Cái tâm mình, cái tâm bao dung vậy, cái phước mình nó còn lớn hơn. Hiểu không? Nhớ, đã là không vừa bụng rồi, đã là sống với nhau làm nhau đau khổ rồi, được rồi. Tôi nói thật sự mà nói, tôi muốn giải thoát. Từ khi sống với nhau mà hạnh phúc, thông cảm cho nhau, nói nhau hết lòng, để vợ chồng hàn gắn, để vì con mà sống. Còn bây giờ bà vậy, tôi thấy sống càng khổ thêm. Thấy có được một cái gì, gia đình lộn xộn hoài, mà muốn sao cũng được. Tôi nói thiệt, tôi buông xuống tôi còn thấy nhẹ nhàng. Trong cái cuộc đời này không phải là mình bất cần, nhưng mà có những việc thật sự muốn duy trì cũng không được, làm nhau đau khổ. Nên quý vị học Phật làm sao mình cho nó thoáng đi, nó thoáng cái tâm mình nó. Rồi mình làm đàn ông đàn bà trong nhà luôn, mình làm đàn ông đàn bà luôn đi, dạy con đàng hoàng luôn. Người ta thấy người ta cũng nể nang mình, chứ không phải là mình xa chồng rồi mình tầm bậy tầm bạ, cặp người này cặp người kia kiếm tiền làm gì, nó mắc chứ. Tôi nói mấy cái bà mà về chùa, tôi về chùa ở đây mà nói mà nghe kiểu này rồi mà có xa chồng cũng không có tầm bậy có sao được, mà cặp đồng tiền nó gì xài có cũng kỳ cục. Thôi khỏi đi, thà mình sống yếu ít một chút, còn kẹt lỡ đây ăn cơm. Hiểu không? Chia gạo đem về nấu có gì đâu, rau đồ hũ bao la đem gì mà nấu ăn đi, chùa cũng ăn đồ hũ không mà mập làm gì. Hiểu không? Vậy thấy sống tự tại chưa? Vậy thì nó đặc biệt quá rồi. Cuộc đời của người chúng ta nên sống với nhau và tôn trọng nhau, quý trọng nhau và quý cái tình cảm con người đến với nhau. Từ khi đến đến nước đường cùng không được thì thôi, chứ đừng có bao giờ giỏi vàng, đừng có giỏi vàng. Giữa cái tình người đến với nhau, có duyên mới gặp nhau trong cuộc đời, nên phải sống với nhau cho chân thật hết lòng. Từ khi đi đến đường cùng không có chữa cháy được thì mới giải quyết.
chứ đừng có mà gọi là giỏi vàng nghe không, chứ không phải là bây giờ có chùa đi tu đồ thấy thoải mái quá rồi tùy tiện vậy, không có đúng. Cái lương tâm đó là nó tạo nghiệp đó, chứ không phải là có phước đâu. Này nhà Đức nói cho rõ ràng đó. Nó nên trong cái cuộc đời giữa con người đến với con người với nhau á, đừng có làm trở ngại nhau thì có phước quá. Nhưng mà trong cuộc đời khó dữ lắm, nó phải trở ngại. Tu không tu gì cũng có cái trở ngại nằm bên trong chứ. Tại vì sao cái cõi này là cái cõi trở ngại, nên Phật có nói là ngũ trược ác thế đó. Nên mọi người mình tin Phật là mình niệm Phật tới cùng à. Gặp sự cố gì mình cũng niệm Phật chứ á. Rồi mình đi vô chỗ làm, mình đi vô chỗ làm mình cũng gặp trở ngại nữa. Đi làm nó cũng trở ngại, trời. Nó cũng đấu đá hơn thua, nó thấy mình có chức phận lên được chút, nó cũng muốn chọt cho mình gớt xuống. Gặp mình lương cao cao rồi nó cũng muốn dứt cho mình. Gặp mình mua xe mới xịn đồ này kia nó cũng dứt mình. Gặp mình có tiền hơn, nó gặp mình mới mua chiếc nhẫn kim cương, nó cũng muốn châm thọt mà cho gớt chiếc nhẫn chứ. Trong cái cuộc đời này không có ai mà muốn mình hơn người ta. Cái này là cái bình thường. Vì sao cõi đời mà Phật nó ngủ trượt ác thế. Nghe không? Đó. Nghe gì thấy thoải mái không? Chứ đừng có nói trời ơi sao cái cõi đời này khổ đau quá. Nó là cái cõi khổ đó, mình muốn sanh cực lạc. Nó bà Vi Đề Hy đó, hoàng hậu Vi Đề Hy đó. Vậy mà còn gặp cái thảm cảnh hoàng cung. Chồng là vua, nó vua Tằng Bà Sa La, mà còn bị thái tử A Xà Thế hại đó. Mà trong khi con hại cha để đoạt ngôi vua, trong khi cha tương lai cũng để lại cho con. Vậy mà con gấp quá nghe Đề Bà Đạt Đa. Vậy mà cuối cùng mà kết hợp lại mà gọi là giết cha đó. Nó, rồi nhốt mẹ vào lãnh cung. Bà mà thấy cái cõi đời này khổ đau quá, người ta khổ đau quá, người ta cầu Phật để giúp người ta một cái pháp giải thoát, còn mình khổ đau quá đi treo cổ tự tử thôi. Thế thảm thiệt. Thấy người ta khôn không? Người ta quá khổ, người ta cầu Phật cho người ta một cái pháp giải thoát, ra khỏi cái cõi đời ngũ trược khổ đau này. Nên bà Vi Đề Hy mới nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con một cái pháp tu, để mà con đi đến một cái quốc độ mà không có những cảnh hơn thua đấu đá tranh giành như cái cõi ta bà này. Thế thấy người ta hay ghê không? Bây giờ bị nghe rõ ràng gì rồi còn gì. Thì dù cho gặp cảnh ngộ gì cũng không có sầu não, mà mình đã có cái pháp giải thoát rồi. Thấy chưa? Có pháp giải thoát rồi, sầu não làm gì? Sống cuộc đời này không có sầu não. Sầu não thì làm chi? Trong kinh Phật nói nước mắt chúng sanh chảy ra biển cả mênh mông còn không có chỗ chứa, mình còn khóc thêm chi nữa hả? Không khóc thêm chi nữa đâu. Khóc thêm, mình khóc thêm một giọt nước mắt là chúng sanh khổ thêm một chút nữa. Chúng ta niệm câu Phật hiệu đi, đừng có nhỏ nước mắt. Chúng ta nhỏ nước mắt chi, chúng ta niệm Ai Với Đà Phật câu chúng sanh còn tốt thêm. Đúng không? Đó. Nên bất cứ cái gì đến với chúng ta trong cõi đời này, duyên hợp thì gặp mà duyên hết thì xa. Con nó vô bụng mình cũng vậy, nó đủ duyên thì nó sống với mình, nó không đủ duyên thì nó đi. Chúng ta cũng đâu kêu nó đi. Ngày xưa mình không hiểu, nó đến với mình giết nó. Từ nó đó mình có lỗi. Sau này mình hiểu rồi, nó đến với mình là mình nuôi. Mà nó không đủ duyên thì nó đi. Thì mình niệm Phật một câu Phật hiệu để cầu cho nó siêu thoát. Chứ có gì đâu mà đau khổ, đúng không? Có gì mà đau khổ hết trơn á. Coi cô Bến Tre, con đi đến đây tu hoài, bữa đó ba lời ba gặp bên đây. Tớ nữa thầy à. Hỏi tớ cái gì? Có bầu. Nói thì có bầu thì hai vợ chồng nuôi, hai vợ chồng lo chứ gì đâu mà sợ. Mình biết tu mà. Con đến là duyên. Nói trời, con mà không gặp thầy chắc con phá thai nữa quá. Chứ con bây giờ nó lớn vậy mà giờ có con nữa. Nói có con thì nuôi. Mình cứ nghĩ đứa con này biết đâu nó sanh ra nó sẽ tốt hơn sao. Nó sau này nó sẽ là người tu hành tốt, nó phụ thầy Đức nuôi người già sao. Nghĩ vậy đi, hiểu không? Cố gắng nuôi nó đi. Không sao đâu, đừng có lo gì hết trơn á. Cuộc sống ở cái cõi đời này cái gì nó cũng có sự sinh tồn. Yên tâm đi, ngày ba buổi cơm biết đủ thì không có gì phải khổ. Sợ là sợ không biết đủ nên nhiều bao nhiêu cũng không đủ. Mình thấy có nhiều người ta giàu quá trời mà người ta có biết đủ đâu. Hiểu không? Giàu quá mà cũng không biết đủ nữa. Có nhiều người ta có hai chồng có hai đứa con à,
mà người ta giàu đến mức mà cái đất nước này người ta muốn giàu hơn mọi người luôn. Vậy mà người ta có biết đủ, người ta có nghĩ ngày nào người ta đi chùa niệm Phật không? Nó, dù người ta có đi làm từ thiện, người ta cũng làm từ thiện về cái kinh doanh, chứ đâu phải làm từ thiện mà hiểu biết về nhân đạo, hiểu không? Còn mình ấy, bây giờ mình nghèo, nhưng mà mình lại biết làm từ thiện bằng nhân đạo, lời Phật dạy. Cái điều đó mình nghèo mà mình cũng đã thấy mình mừng, thấy cái duyên mình đối với Phật Pháp gì cũng xấu vậy. Mình thấy cuộc đời mình vậy là quá hạnh phúc rồi, thấy không? Đó. Nên nghèo nhưng mà biết tu, nghèo mà biết niệm Phật, không có nghèo. Nó, cái cõi đời này, một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì mình mang theo? Mình có mang theo cái gì ở đâu mà mình nặng nề hoài vậy? Nó, bây giờ nhìn đi, của cải của mình có được, mình cũng sống qua ngày lay lắc cũng được, không có cần nặng nề quá. Miễn sao vợ chồng sống với nhau, nuôi con hạnh phúc, rồi rảnh rỗi đi đến chùa thứ bảy chủ nhật, rồi hoặc lúc nào rảnh chạy xe đến chùa ăn cơm, chạy xe đến chùa ở ngày, thấy tự tại không? Tự tại gì đâu à. Những đức nói với vị mà sống vậy, cái cuộc đời vị như cái sống cái cảnh thằng tiên vậy, chứ không phải là cái cõi đời khổ đau đâu. Tại vì sao? Nó cũng lay lắc hết đời à. Mà tôi thấy mới đây tôi cũng 42 tuổi rồi, thấy rõ ràng không? Mà cái lay quay cũng hết năm, xài tiền quá trời, cũng là năm nào cũng có tiền xài à, cái gì đâu à. Hồi sáng gặp mấy cô Phật tử đem lợn trái cây, đem sầu riêng chở cạch cành 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 đến, hỏi sầu riêng đâu? Dạ chồng á thầy, còn chồng nhiều chở đem hết luôn á thầy. Thấy đặc biệt không? Ở nơi một à, mà nói chuyện gì làm cho ta tự tại. Nói, cũng cảm ơn thầy ghê thầy, cái gì bây giờ con biết à, con trồng trái cây đem lên chùa hết chứ. Mỗi ngày thầy tưới tẩm cho con mát mẻ, an lạc, tự tại, vợ chồng hạnh phúc. Mà thầy thấy biết lai rai mà vợ chồng được lắm thầy ơi, làm ăn được lắm. Nó có nghĩa là ngộ tay chồng cái gì dính cái nấy à, là được mùa lắm. Nên bây giờ sầu riêng lựa trái bự nhất là cúng Tam Bảo à, ghê không? Chở nguyên xe, cái xe xe bán tải mà nguyên xe sầu riêng đến cúng dường, quá trời luôn. Mình thấy không? Thấy mà mình thấy rõ ràng luôn, cái phước niệm Phật nó lớn gì đâu. Nên những đức nói chôm chôm đồ kia đem ra ăn hết đi, còn sầu riêng ngon ngon để dành lại. Gì mà nói thẳng, không, sầu riêng ngon ngon để dành cho các cụ mình ăn, tội nghiệp mấy bà già, mấy bà gần chết rồi. Bây giờ cái đó mà có trẻ hết đưa số lượng này cũng không đủ ăn. Thôi để cho ba đậu tràng 1800 người ăn đại đi, không? Mà nói thẳng vậy chứ không thôi, tới đây nhiều người nói ủa sao nghe sầu riêng nhiều mà sao chăn chôm chôm không à, có những người ta nghĩ vậy đó, mình nói thẳng là vậy đi. Tại chùa đông mấy bà già, ngài mới niệm Phật 4 thờ, mình đâu có niệm 4 thờ như bả đâu. Bả sầu riêng ngon hơn chứ à, hiểu không? Đó, mày thấy không? Cái gì hoạch đẹp thẳng 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 à. À, còn trái cây đồ chôm chôm đem là ăn hết, đồ đặt xử lý hết đi, cho người ta ăn đi có sao đâu. Chùa mình cái này là như bánh tét rồi bánh ú rồi thấy bánh chưng người ta đem lại quá trời đó, cắt ra người miếng miếng ăn hết, ăn nhiều phước nhiều. Đến đâu không biết nghe, nhưng mà riêng đến đây là quý vị ăn nhiều phước nhiều, ăn ít là phước ít, còn không ăn đi gì là không có phước. Nhớ trời ơi, xong á mình tu xong hết trơn á, người nào tranh thủ xuống nhà ăn ngồi cho nó ổn định, ngồi ở nhà ăn vừa ăn cơm nó quay phim lại. Còn chặt là mấy cô sẽ cản cái bà ngang là ờ được rồi, đủ á cô, à đủ ra cầm hộp cơm đi ra hồi này, ngồi ở đây rồi chị em ngồi chung, hoặc là hai cái vị trí hai bên chánh điện cũng ngồi được, không sao cứ ngồi đi. Rồi mấy chú lên mấy viên nó gào kết duyên. Còn xuống dưới đó mà xuống nhà ăn sớm thì tốt, cho mấy cô sắp xếp ngay hàng thẳng lối ngồi ổn định ăn cơm, rồi gọi cũng lý rồi ai với đà Phật niệm Phật quay viên đặc biệt mà, hiểu không? Nhớ nè, mình đến chùa mình đừng có tranh thủ đi về, đến chùa đừng quá tranh thủ đi về, mà cũng đừng có chậm quá đi về. Cái câu đó là trung đạo. Nếu nói đừng có tranh thủ đi về, nhiều bà rì rà, mấy bà trưởng đoàn mà chửi thấy một
cái bà chồng thấy ghê không? Nhưng mà mình quá tranh thủ đi về, lỡ mấy bà già bà té làm sao? Bà đi nhanh bà té gãy tay gãy chân sau chợ, để cho bà ăn từ từ đi rồi bà đi ra bà về. Nó là trung đạo nhất luôn. Còn mình gấp gáp á, là cái phần quán thân trái chủ đi theo mình sẽ bực mình. Hiểu chưa? Người ta bực mình vì cái từ trường của chùa này người ta thích dữ lắm. Cái quán thân trái chủ người ta thích dữ lắm. Vì quán thân trái chủ người ta có ngũ thông, người ta nhìn được cái từ trường rõ ràng luôn. Bản thân mình đi đến đây mình còn an lạc mà, tại vì mình ở ngày mấy hai ngày nên mình về mình tranh thủ đó. Chứ cái bữa mà mới đến mình phái lắm. Chứ không phải giỡn đâu, nghe không? Đúng không? Nên á, mình phải để cái hậu lại. Cái hậu là khi mình về mình phải cảm thấy liếng tiếc chùa, chứ đừng có mà khoảnh mặt quay lưng. Đừng có đi mà tranh thủ ngoài khoảnh mặt quay lưng là đi nhanh quá, đi về liền nha. Mà đi mà mình không lên bước chân đi mà lòng còn ở lại thì cái phước của mình ở Tam Bảo nó lớn, hiểu chưa? Chỉ này là quá kỹ luôn. Rồi mình tu xong hết trơn mình ở lại cúng đi thực để làm chi? Để ông bà cha mẹ đi theo mình được cúng đi thực. Quý vị coi bây giờ thí dụ như quý vị dẫn lính lát đi chơi mà quý vị chạy về nói gì chạy về theo, quý vị ở lại hưởng cúng đi thực thì người ta được hưởng tài thọ thực. Quý vị chạy nhìn về nhanh quá đi theo luôn rồi, nó đi dọc đường nó nghiến răng nó tức. Mấy cái thằng ở lại nói sao mày không ở lại, mày thầy đứa cũng cúng xong sữa nhiều lắm đồ ăn bao la, nó biến quá trời tùm lum, sao mày không ở lại mà từng nằm mày cũng chạy về sớm rồi. Tao đi theo cái ông này cái bà này gì đâu mà xong rồi là lên xe chạy về mất tiêu. Tao ở lại tao không biết đường về. Nó thôi thì mày ở chùa đại thì tao chưa có quen, tao ở lại luôn không biết làm sao. Nó, tao ở đây vui dữ lắm mà chưa có ở được quen, tại vì đi theo ổng bả không có ở lại nên tao chưa có từng ở lại chùa không biết làm sao. Thấy chưa? Quý vị mà ở lại chùa là hương linh đi theo, vì sao ở lại chùa? Ở quen rồi cái người ta xin thường trụ ở đây, mà có người ghi giấy thường trụ cho người ta đàng hoàng, ta đặt chết hết trơn hết trời. Đâu đơn giản đâu. Vì coi chùa mình có hương linh nào nhập tầm bậy không? Người ta đặt chết rõ ràng, quản lý nhân sự kỹ lưỡng. Cái giờ cũng đi thực mà người ta còn cho một số người mà bự con đứng cái chỗ cũng đi thực á, để làm chi? Để cho các cháu nhỏ nhỏ mà bị phá thai mà cắt tay cắt chân á, môi ruột rồi ra nó đi nó lòng thòng ruột, rồi chân cẳng nó bị cắt cục cái tay cục cái chân nó đi nó lết lết vô á, là mấy cái người lớn lớn hương linh nó phải dìu ẩm các cháu vô lấy hộp sữa đưa cho nó uống liền, chứ không có được đá nó văng qua một bên nó tội nghiệp nó khóc. Có lần mà cúng đi thực mà tàu nó đá nó văng qua một bên nó khóc dữ lắm, không phải giỡn. Tối gì nó nói thầy nó đá con chứ không giỡn đâu nghe. Nên nói cái này sao giận ốc mình. Hương linh nó mừng biết nhiều, nó nghe câu nói đó ta mừng. Mình đã về chùa, con người đến với con người với nhau phải có tình thương yêu chứ. Mình nói câu này mình cảm động nha quý vị. Không biết sao cảm động á, tại vì sao biết không? Chắc là hương linh nó nhiều quá. Ta nghe mình nói cảm động, nghĩ tới người ta biết không? Nên từ nơi đó mà con người thì thương con người, hương linh thương hương linh. Đã là cô hồn với nhau, cô đơn rồi mà còn không biết thương nhau nữa. Vậy thì con người mình đời đời kiếp kiếp làm cô hồn hoài cho khổ. Nên những cô hồn khỏe là phải giúp cô hồn bệnh hoạn. Tại vì không phải cô hồn mà bệnh hoạn, mà là cái thân người ta bị cắt tay cắt chân, người ta chấp vào cái cục tay què quặt đó mà người ta đi lết lết đó. Có những đứa bé mà trời nó chưa có được đẻ ra mà cắt bụng nó đồ môi ruột nó ra rồi cắt đầu bóp đầu dẹp lại, rồi mới lấy não nó ra từng khúc, rồi mới lấy bộ phận mềm ra, bộ phận cứng thì bóp dẹp lấy từng khúc cứng ra, rồi tới bộ phận mềm mới lấy sao. Nên từ nơi đó các cháu tội nghiệp, các cháu nó đi mà nó mà khổ đau, nó lết lết lết, nó nghe ở đây mà cúng gì rồi nó tập trung gì. Nó khi lên xe quý vị mở cửa ra nó chưa leo lên được là bị chạy đi nó té, không phải giỡn đâu trời, nó đi theo đông đó. Trên xe đó nó đi theo về đây đó. Nên mình về đây mà mình tu xong mà cúng thí thực, mình đợi chờ một chút đi cho các cháu nó hưởng tài thọ thực. Còn những người mà dọn đồ cúng thí thực đừng có làm nhanh quá nghe, ít gì thời gian cũng phải 10 phút để cho hương linh hưởng tài thọ thực, đừng có gấp quá. Mình gấp quá tội nghiệp người ta đang ăn mình giật,
Tại vì người ta dùng cái lỗ mũi, người ta hít mùi, ngửi hương á quý vị. Nó là hương linh. Người ta ngửi hương để mà linh thức sáng. Nên từ cái cúng niệm Phật người tu này mà không mà cúng ra, người ta hưởng nhờ lớn dữ lắm. Nên người ta đến chùa này người ta vui. Nên quý vị Phật tử về đây mà vui gì là nhờ phần âm vui. Nên trong nhà Phật mới nói là âm siêu dương lợ. Đúng không? Âm siêu dương mới lợ. Ở đây mà nói mà không nhiệt tình mà mình tu hành rồi cúng kiến cho người ta mỗi ngày bị đến đây tu được mới sợ. Đừng nói chuyện giỡn. Vô cái chùa té lộn mèo hết. Quậy, te tua, đừng nói giỡn chơi, không có dễ đâu. Vô làm bộ đau bụng, tiêu chảy hết tu luôn. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Mình ta được dạy hết trơn. Nghe nhân quả người ta đâu có giác. Quý vị thấy không? Nguyên một cái lượng người ngồi gì. Trong đây biết bao nhiêu người nghiệp phá thai. Rồi bao nhiêu người quan gia đi theo. Quý vị thấy yên chưa? Quý vị thấy đông như vậy mà cái pháp hội chúng ta tổ chức tu có bao giờ xảy ra vấn đề lu bu. Cái chuyện tầm bậy tầm bạ không có. Thì bị biết rằng cái Phật lực gia trì mỗi phần đều hộ trì. Tại vì đây là mình làm lợi ích cho chúng sinh. Nội mà cái tâm thiện của người phát ra thôi, hương linh người ta cũng được lợi ích lớn. Hương linh là ta hưởng từ trường. Từ trường tốt, mình cũng hưởng từ trường nữa. Mà hương linh càng hưởng cao hơn. Tại vì đó là cái mặt về linh thức. Nên cái từ trường để giúp cho tâm thức sáng suốt quan trọng dữ lắm. Vì nói cái chuyện nghe pháp dễ nghe lắm hả? Nếu mà họ mà tâm thức không nhạy, họ nghe không có được. Gió thổi thôi là nó đã mất tiếng nói rồi. Sao nghe? Nên khi mà chết xong mà muốn tu khó lắm, khổ lắm. Họ than thở. Họ than thở, họ tu không có được. Tại vì sao gì? Họ nghe âm thanh khó quá. Đâu phải những người còn sống như mình mà dễ nghe đâu. Nó mà không nghe âm thanh được sao mà biết tu. Nên những đức mới hướng dẫn quý vị là ngay trên bàn thờ ông bà đó, ngày nào cũng bắt hai buổi pháp. Sáng tối hai bài pháp. Để làm chi? Trên bàn thờ chưa đi, nhà nào cũng có. Mà khi nghe pháp rồi lúc đó mới giải thoát cái tâm. Giải thoát được niệm Phật thì nhà mình bình yên. Nhà mà phản âm nhiều quấy rối là nhà lộn xộn, quýnh lộn quýnh lạo tối ngày. Về nhà là thấy bực bội. Cái nhà mà bắt niệm Phật bắt pháp mỗi ngày đều đều, mình đi chùa mình về nhà cũng như chùa, nó bình an dữ lắm. Hiểu chưa? Nhà bình an. Còn nếu không quý vị cảm giác chỗ này là biết liền nhà bị có phần âm nhiều chưa siêu nè. Vì về nhà là thấy khó chịu. Vô nhà là thấy khó chịu. Vô phòng là thấy bực bội. Đó. Còn mình làm sao mà mình trở về nhà thấy thoải mái nhất. Về nhà là thấy thoải mái nhất. Lúc nào cũng thấy tự tại. Thấy bình an. Là cái nhà mình từ trường tục. Còn mình, nhà mình mà người trong nhà không chịu ở. Người trong nhà về là đòi đi không à. Đi đâu không, nó không chịu về nhà. Con nó không chịu về nhà. Nó đi chơi nhà trùm sớm, nó không chịu ở nhà mình. Là nhà mình phần âm quấy rối. Phần âm nó che mờ lý trí. Nó cản trở làm cho người nhà mình nóng nảy. Bước vô nhà là bực bội là đi liền. Nên phải bắt niệm Phật để nó khai sáng chỗ đó ra. Để cho phần âm nó nhẹ nhàng cái tâm lại. Và bắt pháp hai buổi để biết được niệm Phật lợi ích. Chứ nếu như nó không biết mà như cái người đời vậy đó, mình bắt niệm Phật người ta đâu có chịu nghe. Mà cái người mà nghe pháp rồi mới chịu nghe niệm Phật. Vì người ta hiểu được niệm Phật lợi ích. Rồi người ta mới hành trì. Nên giảng pháp quan trọng hơn niệm Phật. Hiểu không? Giảng pháp quan trọng hơn niệm Phật. Còn người biết niệm Phật thì niệm Phật quan trọng hơn giảng pháp. Nhưng phàm phu cõi đời này nghe pháp quan trọng hơn. Vì không nghe pháp là thối tâm. Không nghe pháp là thối tâm. Nên hai cái bài giảng mỗi ngày quý vị cứ nghe đi. Những đức nói 100% quý vị mà nghe chân thật làm đi. Rồi quý vị sẽ thấy cái kết quả của nó lớn cỡ nào. Nó cỡ mở tâm tư hết trơn. Ồ cỡ mở tâm tư hết đó, mà tu được kiên trì tu, tu lâu dài tu không bỏ cuộc. À, mà biết cái câu Phật hiệu này là ít lớn cỡ nào liền. À, nên mình là người tin Phật niệm Phật là tin nhân quả đó. Tin Phật niệm Phật là tin nhân quả. Chữ Phật là chữ giác ngộ nên từ nơi đó mà tin nhân quả là tin Phật đó. Mà người đã tin nhân quả sẽ rất bình tĩnh. Cái người mà tin sâu nhân quả là hoàn toàn rất là bình tĩnh. Tin sâu chừng nào bình tĩnh càng bình tĩnh chừng nấy. Còn người không tin nhân quả, người này sẽ rất bất an. Gặp cái gì cũng sợ, cũng lo. Tại vì họ không tin sâu nhân quả. Nên cái cuộc đời của người mình là người tu. Đến với mình sao cũng được. Tại vì cái nhân mình gieo, cái quả mình chịu. Nên bản thân mình không có nặng nề. Không có nặng nề, nên mình sẽ thấy tự tại. Đó, nên mỗi một người đi về đây mình tu mà mình nghe gì này, cả con nít cũng được lợi ích.
con nít cũng được lợi ích. Quý vị biết rằng cái công đức niệm Phật này cảm ứng cỡ nào chưa? Giống như lúc trước trên mạng có đưa lên chiếc xe, chiếc xe dán cái chữ A Di Đà Phật mà nguyên một cái cây nó ngã một cái rầm bự, cái cây bự thì ghê, nó ngã xuống vì mà chiếc xe nó không đè chiếc xe, mà chúng nó giật chiếc xe mà nó chết bên, thì ghê không? Người ta đưa lên mạng rõ ràng chiếc xe dán với A Di Đà Phật á, vì thấy xe chùa mình chiếc xe nào mà không dán A Di Đà Phật, thấy rõ ràng không? Phật tử đi xe hơi á, cái dán chữ A Di Đà Phật cái sao á, để cho cái người phía sau người ta chạy người ta thấy chữ A Di Đà Phật. Vị nhớ, người ta thấy chữ A Di Đà Phật người ta phỉ báng cũng độ người ta được. Phật từ bi lắm, mày phỉ báng kệ mày, tao độ mày là tao độ mày à. Chứ không có sợ. Đúng không? Trời ơi. Nó phỉ báng còn hơn nó không thấy. Nó không thấy thì nó không có duyên, mà nó thấy nó phỉ báng nó cũng có duyên nữa. Phật pháp nó hay cái chỗ phỉ báng cũng có duyên nữa. Nó nghĩa là cái người thượng duyên độ được, cái người nghịch duyên độ được, chỉ có người không có duyên mới không độ được. Không có duyên thì không có độ được. Nó Phật độ người không duyên, chứ Phật đâu có nói là Phật độ người mà phỉ báng. Đâu, Phật không độ người phỉ báng, mà Phật độ không độ người không có duyên. Người không có duyên là nghịch duyên thượng duyên không có, mà không độ được. Bị coi trong cái câu chuyện mà niệm Phật diệt tội đi. Thượng duyên ta độ, nghịch duyên ta độ đó. Cái ông đó chứng quả A La Hán rồi xong á, ông muốn độ mẹ ông phải đi qua trung gian khác đó. Cái bởi vì cái ái nó ghê. Chứng quả A La Hán rồi mà phải dịu qua trung gian khác để độ mẹ. Vì sao? Thấy mẹ đau quá, ái tâm nổi lên, độ không được. Nên phải dùng cái pháp niệm Phật để qua trung gian khác, độ người kia rồi mới độ mẹ. Được không? Đó. Tại vì cái câu Phật hiệu á, mà ở dưới địa ngục á, một cái người đó được độ là lúc đó người ta niệm lên, mà những người kia niệm lên, vừa có Phật hiệu vừa niệm lên, xiềng xích tan biến liền. Ở dưới địa ngục mà chỉ cần một người niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật một câu thôi là tức khắc xiềng xích tan biến liền. Kinh không? À. Nên câu Phật hiệu này niệm là hết khổ là đúng. Vì coi cái người niệm Phật người ta vui cỡ nào chưa? Người ta sống trong cái cõi đời nhiều khổ đau mà người ta lại vui. Nhờ người ta niệm Phật, vì niệm Phật xiềng xích còn tan biến mà. Bây giờ trong địa ngục là xiềng xích cỡ nào chưa? Ngu đầu mãi diện, đầu trâu mặt ngựa, rồi tất cả như mũ chĩa gì bự bự không. Vì mà niệm có Phật hiệu lên cái trở thành quả sen chưa? Có Phật hiệu vừa niệm lên cái chảo dầu mà trở thành ao thác bảo, mọc quả sen lên. Kinh chưa? Thì quý vị biết rằng là tướng do tâm sanh, địa ngục là do tâm sanh. Mà tâm bây giờ sanh Phật thì địa ngục không còn. Thế sao? Tức khắc chúng lúc đó được độ, và chúng sanh tâm tạo địa ngục thì địa ngục xuất hiện lại. Cứ như vậy, độ rồi xong chúng sanh tạo tội địa ngục thì địa ngục sẽ đến. Còn những chúng sanh đi về cực lạc thì không bao giờ đọa địa ngục. Hay chưa? Rất là hay, nên câu Phật hiệu này hay lắm. Niệm câu Phật hiệu này hay lắm. Mà niệm Phật giờ người cung kính, chắc chắn quý vị nghe nè. Khi con thành Phật, chúng sanh mười phương nghe được tên con, vui vẻ tin ưa lễ bái quy y. Nghe danh hiệu Phật là vui vẻ đó, mà phát tâm quy y. Quy là quy hướng, y là nghe lời Phật, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vui vẻ quy y ha, đem tâm thanh tịnh tu hạnh bồ đề thì tất cả trời người đều tôn kính. Rõ ràng không? Người niệm Phật trời người tôn kính. Tôi chưa thấy cõi trời, chưa thấy cõi người tôn kính rồi nè. Thật sự luôn, thấy con người tôn kính rồi đó. Tại vì không đồng duy thứ, không gian duy thứ không đồng. Mình đâu có thấy cõi trời, nhưng cõi trời cung kính. Tại vì chờ người cung kính, người đã thấy rõ ràng rồi. Chạy xe đi một vòng, con nít người lớn ai cũng cung kính. Mà tôi ngày xưa có được vậy đâu. Mà từ khi tôi niệm Phật tới bây giờ tôi thấy người ta cung kính nhiều quá trời. Người ta thương yêu nữa. Rõ ràng luôn. Hiểu không? Nó vừa chắc chắn là cõi trời cung kính nữa. Thì có người rồi. Không? Chờ người cung kính. Nếu ai nghe được danh hiệu của con thì khi mạng chung sanh nhà tôn quý, các căn đầy đủ thường tu thắng hạnh. Nếu không như thế con không thành Phật. Là nghe thôi đó, nghe danh hiệu A Di Đà Phật thôi, khi cặn tử nghiệp nghe thôi đó, chứ không phải cầu sanh cực lạc. Cho nên nghe danh hiệu con sanh nhà tôn quý, các căn đầy đủ thường tu thắng hạnh. Tu thắng hạnh là cái hạnh gì mà thắng các hạnh? Niệm Phật là thắng hạnh. Thường tu thắng hạnh là cái hạnh niệm Phật là thắng hơn các hạnh. Nên mười phương chư Phật mới tán thán Phật A Di Đà.
Mười phương chư Phật tán tán Phật A Di Đà, nên cái pháp tịnh độ là thắng hạnh. Đó. Nghe danh hiệu A Di Đà Phật cẳng tử nghiệp, người này không cầu sanh cực lạc nhưng sanh nhà tôn quý. Thì coi cái phước lớn cỡ nào chưa? Các căn đầy đủ, các căn là lục căn đầy đủ, cao ráo đẹp đẽ, ngon lành, như những đứa cũng lục căn đầy đủ nè. Thiếu nào đâu. Thấy không? Lục căn đầy đủ là mình phải là nam là ra nam, nữ ra nữ. Còn nếu bị đê vẫn thiếu một căn. Bị đê vẫn thiếu nghe. Nếu ông nam ra nam, nữ ra nữ thì là các căn đầy đủ. Thấy không? Nên các nhỏ gái con trai nhớ nghe. Gái là thương con trai, mà con trai là thương con gái là đúng. Con gái mà thương con gái, con trai thương con trai là không đủ các căn. Dù là căn của mình thấy đủ nhưng thiếu. Thiếu cái tâm căn thì các căn kia bị khuyết. À. Vậy thì bây giờ cái tâm căn đó mà nó bị thiếu thì sao? Niệm Phật, dùng cái tâm nhớ Phật là cái căn kia nó thay đổi lại liền. Tức khắc nó chuyển thành nữ ra nữ, nam ra nam đàng hoàng luôn. Không có sai. Đó, nói vị con nghe danh hiệu Phật thôi mà phước lớn gì. Nên như Đức Quốc khuyên vị đeo máy niệm Phật cho cái người ngoài chợ, đi ngoài chợ vòng vòng cho người ta nghe, dù nó phỉ báng cũng có phước nữa. Có sao đâu sợ. Cái này là 100%, này là quá mở cái tâm từ bi ra luôn rồi đó. Có nhiều người ta nói à, nó phỉ báng tội chết. Tội chết, nó chết mình có chết đâu sợ. Nó phỉ báng thì nó chết, còn mình thì có cái tâm đó mình có phước. Ai mới có tội thì tội, còn mình có phước, có phước. Nhưng mà nó gieo được cái duyên niệm Phật, nó gieo được cái duyên niệm Phật rồi chắc chắn mình sẽ độ được người ta. Đừng có lo, ôi, mình chỉ cần duyên người ta thôi là được rồi. Nó, bởi vì bây giờ cái duyên những đức mà giờ mà gieo cái duyên cho người ta nghe niệm Phật từ thực vật, khoáng vật, động vật, con người quá trời luôn, đầy đường xá gì bao la. Mà những đức thấy những đức là hướng dẫn rộng nhất luôn, hướng dẫn sau cũng được, miễn niệm Phật là được. Những đức hướng dẫn đến cái mức gì, nó không mức mà gọi là tặng cùng luôn, tặng cùng, không có còn cái gì mà trở ngại nữa chứ. Chỉ cần người đó nói niệm Phật nó được, niệm đi, bạn quần cũng niệm được, ở chuồng cũng niệm được, mỗi lúc mỗi nơi đều niệm được, tùy quý vị thích niệm cứ niệm. Nó, quý vị bây giờ có đồ mà niệm được, mà không có đồ mà còn niệm, Đức Phật nói mày đặc biệt thì nó không có đồ mà cũng nhớ tới tao, ngon ghê, hiểu không? Đang bận đồ gì trong tâm mình nhép nhép môi, dở cái quần lên sọt với bận quần chứ sao, nhép môi niệm Phật. Tổ sư nói mà đi đứng nằm ngồi nói năng hành động mặc áo ăn cơm có không? Mặc áo ăn cơm kêu mình niệm Phật mà. Có câu mặc áo ăn cơm thấy chưa? Nếu không người ta nói ông thầy này ông dạy sao mà ở chuồng cũng niệm Phật. Mặc áo ăn cơm thì chưa bận áo thì ở chuồng chứ gì. Có kêu bận áo ăn cơm là lúc bận áo bận quần là niệm Phật thầm thầm. Nói không? Rất rõ ràng thấy chưa? Không có sai. Tôi nói mà nổi sách có mắt. Nó có sách mắt có chứng rồi rõ ràng. Thấy không? Đó nên quý vị cứ niệm Phật coi Phật hiệu, quý vị cứ nắm chắc mà niệm đi. Quý vị sẽ thấy lợi ích của nó. Ôi ơi chùa người ta đông gì mà làm gì, niệm Phật chứ làm gì. Có nhiều người đến gặp như Đức. Thầy tôi hỏi thầy cách nào để phát triển đạo tràng, phát triển chùa chiền? Niệm Phật. Niệm Phật không à? Niệm Phật. Thấy cái mặt chơ vơ. Nghe người ta nghe thì người ta phải thì được, còn này niệm Phật mặt chưa vơ, nói sao kỳ vậy? Hỏi người ta mà ta nói niệm Phật là mặt chưa vơ, xong sững người lên cảm thấy thích thú, hiểu không? Không chịu thích thú mà đi chưa vơ, ý nói là không biết đúng không, ngộ ghê. Mà ta nói thật không biết đúng không, không đủ gì. Không đủ duyên thì mình cũng nói một câu vậy thôi. Hỏi lại, tôi nói hỏi thật thầy là cách nào để phát triển đậu trà? Nhân Đức nói cũng câu ngày xưa thôi.
chứ không có câu nào mới mẻ nữa chứ. Câu gì? Niệm Phật. Ông hỏi tôi 100 năm sau tôi cũng nói gì nữa. Thì tôi niệm Phật tới 100 năm sau tôi cũng niệm, 1000 năm sau tôi cũng niệm gì. Thì giờ tôi kêu ông niệm Phật thôi, thấy không? Đã vô lượng kiếp niệm Phật rồi, bây giờ thì niệm Phật chứ làm gì. Bây giờ ông kêu tôi đọc 1-2 bài chú, tôi đọc tôi cũng không thuộc. Vì sao? Vì tôi niệm Phật không sao thuộc chú. Tôi chỉ có niệm Phật không à. Nhiều đời nhiều kiếp tôi niệm Phật không. Bây giờ tôi nhìn chú kinh tôi không thuộc. Cứ giảng rồi tôi nói lên vậy thôi, chứ ngoài ra tôi có thuộc. Tại vì tôi niệm Phật không à. Không phải mới có đời này mà nhiều đời nhiều kiếp tôi cũng niệm Phật không à. Hiểu chưa? Nó... Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế ngài nói một câu gì nè. Quý vị cứ niệm Phật về cực lạc đi. Rồi bị về cực lạc, quý vị muốn học môn gì đó học. Nhưng mà tôi nói thật lòng cho quý vị nghe. Chắc chắn nếu quý vị hỏi tôi về cực lạc thầy học cái gì, tôi nói về cực lạc tôi niệm Phật tiếp tục. Vì sao? Vì niệm Phật mau thành Phật. Mục tiêu là để thành Phật. Thì mình niệm Phật để mình mau thành Phật đi. Chứ làm gì giờ? Hiểu không? Bây giờ những đứa hỏi quý vị, tất cả chúng ta tu hành mục tiêu là để làm gì? Thì làm Phật chứ làm gì. Đúng không? Nó... Mình nói thí dụ như đơn giản cái cõi đời này á, duyên nghiệp không đồng. Nhưng mà mẹ đẹp thì sanh con cũng đẹp. Thấy rõ không? Mẹ cao sanh con cũng hơi cao. Mẹ lùn là sanh con lùn, thấy không? Cái nghiệp quả nó chiêu cảm đến. Mẹ lùn sanh con lùn. Mà có khi mà cha cao mẹ lùn, có khi sanh con nó giống cha hay giống mẹ là nghiệp lực khác nhau. Hiểu không? Vậy thì nếu mà mình niệm Phật thì làm gì mình không giống Phật. Hiểu quý vị? Mà đây là cái nghiệp ở thế gian. Cái nghiệp ở thế gian là nó không đồng nghiệp. Mà nó còn có cái sự chiêu cảm giống kìa. Còn cái này bổ nguyện của Phật là có. Bổ nguyện của Phật là có mà. Niệm danh hiệu ta khi sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp giống hình ta. Rõ ràng rồi. Là bổ nguyện có thật, là nguyện cái về cực lạc là giống Phật Di Đà. Còn cái cõi này là nghiệp lực bất đồng nên sanh đến đây có giống cỡ nào cũng có cái khác. Nhưng vẫn nhìn giống giữa mẹ con, anh em, cha con có giống nhau. Đừng có nói là anh em, cha con, vợ chồng mà có khi sống nhau với còn giống. Giống nhau luôn. Vì sao? Quý vị biết á, thí dụ như cái vùng đó người ta uống nước ở cái vùng đó, nguyên một con kênh ở vùng đó, là người dân ở đó uống cái vùng đó không? Tính tình người dân đó sẽ giống nhau, da thịt giống nhau tương đối. Người dân đó hô nhiều là y gan hô hô không? Có kỳ cục như vậy đó. Uống nước thôi đó, cái đường nước đó thôi đó mà nó uống nó giống nhau. Chứ không chi là sống chung một nhà. Sống chung một nhà nó ngửi mùi nhau. Giết nó có của nhau rồi nó giống nhau chứ làm sao chợ. Cái này là uống nước thôi đó mà giết mà nó còn giống giống nhau. Những đứa thấy cái tiếng nói của địa phương nó giống nhau. Công nhận không? Bây giờ uống nước, một nguồn nước mà ra tiếng nói địa phương giống nhau, thấy không? Thấy rõ ràng luôn. Nó rồi cái người địa phương đó nó có cái nghiệp quả ở địa phương đó. Nó đến nó sanh ở địa phương đó nên nó giống người ở địa phương đó. Ví dụ như quý vị là tiếng ngoài Bắc thì quý vị có cái duyên ở ngoài Bắc, quý vị ra ngoài Bắc quý vị nói tiếng giống ngoài Bắc. Tại vì từ nhỏ quý vị đã nghe tiếng đó, quý vị giống cái tiếng đó luôn. Nó còn nếu mà giờ cái người mà sanh ở ngoài Bắc mới sanh ra bị đem vô trong Nam, bị để trong Nam đi. Nó lớn lên nó chuyện nghi gan người trong Nam. Chứ nó đâu có giống người ngoài Bắc. Nó bây giờ người Việt Nam mới đẻ ra bị đem qua Mỹ để bên đi. Nó nói tiếng Mỹ không. Hiểu không? Nó vậy á thì cái nghiệp ở cõi đời này chuyển được. Như cái cây non bẻ được, bẻ theo ý mình nó theo ý mình luôn. Hiểu không? Như những đức ví dụ cho vị thấy rõ ràng. Con người ở Việt Nam mà đem bên Mỹ nó nói tiếng Mỹ không có chứ gì? Vì nó nghe tiếng Mỹ.
Còn mình nói tiếng Việt Nam quá gành, mình học được tiếng Mỹ nó khó. Phải có thời gian mới nói được tiếng Mỹ. Tại vì cái tiếng Việt Nam mình nói quen rồi, cái lưỡi mình nó đi theo cái uống theo cái danh từ đó. Bây giờ nó uống ngược lại danh từ khác, nó phải uống có thời gian, lưỡi nó bẻ co co lại một chút. Thấy không? Nó khó nói phải không? Đó, nên từ đó là cái gì cũng do tập quen mà ra. Vậy thì cái người ta mà người ta gặp niệm Phật là ta niệm liền, là do gì người ta đã nhiều đời nhiều kiếp niệm Phổ. Chứ sao? Thấy không? Vậy thấy cái người giảng tịnh độ không? Hay không? Thấy không? Phương tiện lại phong phú đấy chứ. Phương tiện quá phong phú luôn đúng không? Nghe nhưng mà nó lại thấy hấp dẫn, tiếp nhận được mà không buồn ngủ. Cái người nào mà nghe tịnh độ mà buồn ngủ là duyên hơi kém. Thấy không? 100% luôn. Duyên hơi kém mới nghe tịnh độ buồn ngủ. Quý vị mà là người chuyên tu tịnh độ mà bị nghe các môn khác giảng thì buồn ngủ là đúng. Tại vì quý vị không phải là cái tông của mình. Còn nghe tịnh độ chánh tông mà lại buồn ngủ là quý vị phải bồi dưỡng thêm. Phải bồi dưỡng thêm tịnh độ. À, cái này là giảng chánh tông tịnh độ nè. Gọi là giảng bổ nguyện Di Đà đó. Thấy không? Giảng bổ nguyện Di Đà chuyên nhất rồi đó. Từ nơi đó mà nghe bổ nguyện Di Đà để sanh cực lạc thì biết danh hiệu A Di Đà Phật là chiếc thiền từ để đưa chúng ta qua bờ bên kia. Bờ nào? Bờ cực lạc. Chứ sao? Mà bây giờ mình nghe bổ nguyện Di Đà mà mình lại buồn ngủ là sao? Hiểu không? Thiếu duyên. Phải bồi thêm. Về nghe hai bài giảng kia cho nhiều thời gian, vô đây bắt đầu là hừng hực rồi. Sao nó nạp pin đầy đủ? Đó. Vì biết ở trong cái pháp hội này nghe đông người gì, nghe mà người hướng về Phật đạo không á, hướng về cảnh giới Tây Phương không á, không phải một mình Phật A Di Đà phóng quang đâu, mà mười phương chư Phật phóng quang. Không phải chuyện giỡn đâu. Đó. Mà quý vị đang ngồi trong đây nè, là quý vị đang ngồi với những người niệm Phật một đời này giảng sanh làm Phật nè. Họ về cực lạc, họ nhìn họ thấy rõ ràng những con người ở đây đang ở cảnh giới nào. Nhất định họ đến đó, họ dẫn vị về cực lạc đó. Chứ sao? Họ nói về cái pháp hội giảng tịnh độ đó đó, phải có nhiều người ngồi thì cái pháp hội nó mới thù thắng. Mà lúc đó có người đó ngồi, bây giờ tôi về cực lạc tôi phải quan sát coi cái pháp hội đó những người đó đi đâu đi đâu. Thì họ nghĩ nhìn thấy rõ ràng mình đang lạc ở khu vực đó, Châu Phi. Châu chấu gì đó. Hiểu không? Ở nước nào, họ đến nước đó. Tại họ có khả năng phân thân, vô lượng thân. Nên họ đi đến nước nào, họ nói chuyện nước đó à. Mà dùng cái phương tiện của cái tiếng nói nước đó để dẫn dắt vị niệm Phật sanh cực lạc. Có bỏ vị đâu, đừng có sợ. Nên những đức nói cái người mà thông minh là quý vị đi đến cái pháp hội này. Tại vì cái người này về cực lạc là họ sẽ quan sát quý vị. Khi quý vị sanh đến quốc độ nào thì lúc đó họ sẽ không có bỏ rớt mình. Cái người sanh cực lạc họ ghê lắm, họ đâu có đơn giản. Họ đâu có chịu bỏ bạn bè ở bỏ rớt. Phật A Di Đà quân tử lắm. Phải đơn giản đó quý vị. Nhớ nghe. Cái người mà niệm Phật đó cũng quân tử đó quý vị. Cái người niệm Phật là gan. Giống như có đồ ăn nhiều cho ăn sạch cũng gan đó chứ gì. Vậy là chơi xả láng sáng có văn mấy cài gì. Đâu có tiền đi taxi, đâu có tiền đi xe ôm luôn, có văn mấy cài gì hết trơn. Không. Từ tới đó người địa Phật các bạn già rất là quân tử, rất là trượng phu luôn. Ngài được rồi mà Ngài còn muốn chúng sanh được. Ngài được rồi mà Ngài muốn chúng sanh được. Nên cái nguyện nào Ngài cũng nói cái gì? Nếu không được như vậy ta nguyện không thành Phật. Quân tử mới như vậy. Đúng không? Không có bỏ anh em đó, thấy chưa? Không bao giờ bỏ anh em. Giống như mình học Phật Di Đà thì mình phải giống Ngài chút. Những đức nói bây giờ mình không có bỏ người khác. Mình gây người khác khi người ta sai để cảnh tỉnh người khác. Cái tiếng đó mình không có bỏ người khác khi quay về tìm mình. Mình nói đánh người ra đi chứ không ai đánh người ở lại. Tại sao đánh người ra đi làm chi vậy? Đánh người ra đi cho người ở lại nó bình tĩnh. Chứ mình khen người ra đi để cho người ở lại nó đi hả?
đúng không? Họ mình làm mình có tâm từ bi chứ đâu phải mình hại người ta đâu. Nhưng khi người ta đi rồi, người ta khổ te tu, người ta quay lại, mình phải giúp, ta trở lại tìm mình mà, hiểu không? Trở lại tìm mình mà. Từ khi người ta tìm mình mà người ta có tâm hại người trong chùa thì mà không được. Thấy người ta tìm mình là không phải vì tu, mà vì người ta hại người trong chùa, thì mình phải có trí tuệ để mình giải quyết vấn đề. Chứ mình dạy gì mình đi đem cái người hại người trong chùa vô chùa, để cho nhiều người trong chùa bị ảnh hưởng thì sao trợ. Nên mình phải có góc độ vậy đó mới được. Mà Phật A Di Đà ngài có trí tuệ, ngài đâu có đem một chúng sanh về cái cõi cực lạc mà quậy trên, đúng không? Ngài đâu có đem chúng sanh nào về cực lạc quậy đâu. Không có bộ kinh nào mà nói ở cực lạc có người quậy trên. Ở cõi này trong chùa còn có người quậy chứ nói cực lạc không có chuyện này luôn. Cái năng lực quản lý của Phật A Di Đà cao độ. Có nhiều người khi những đức giảng, nhiều người ta nói ủa sao thầy giảng thầy đem Phật A Di Đà ngày ra mà thầy nói gì sao thấy sợ tội quá. Nó tầm bậy. Cái văn tự trong Phật pháp đó, nó phải hòa nhập vào nhân sinh. Chứ lấy cái văn tự nguyên văn trong Phật pháp con người ai mà hiểu được. Nên mình mới đem cái hoàn cảnh cực lạc để mình đắp thành hoàn cảnh ta bà đấy, để thị hiện ra cực lạc. Rồi mình mới lấy cái tư tưởng đó mình mới nhắc nhở người ta để sanh về cực lạc thật. Cái đó mới là trí tuệ chứ, không phải tầm thường đâu, hiểu không? Người ta giảng như vậy để cho người ta dễ nghe. Chứ ai mà lấy Phật A Di Đà làm cho đùa, tầm bậy. Làm cho đùa, muốn gì đó mà cho đùa gì, thấy không? Mình muốn ly lợi đó mình học đạo với người ta. Mà có ai dám khinh thường người đó không? Khinh thường đi học làm gì? Bây giờ quý vị đi đến đây mà khinh thường như Đức thì ngồi đây làm gì? Đúng không? Đi chỗ khác ngồi. Khinh thường mà lại đang ngồi nghe người ta chi cho đau chân đau cẳng. Nên mình á, mình làm gì mình giảng gì Phật A Di Đà ngày tán thán. Nên khi mà như Đức giảng á, giống như ngày trưởng như Đức dạy cái. Cho số năng lượng có thấy không? Phải lên giảng hừng hực không? Nói chuyện mà rồi nói mà không, nó không lẹo lử mà. Vì nó dễ nói chỗ này lắm, không mà lên ào ào nói. Có nhiều người mà những đức giảng họ nói nè, con sợ thầy quên ghê, không có cửa quên đâu. Giảng mà quên ra. Ta giảng mà quên. Giảng mười mấy năm nay có làm gì có chuyện quên đó. Không có vụ quên nó đâu. Quên thì sao dám giảng. Giảng mà có cái tiếng sợ quên là sao? Là mình không tin Phật. Đã là tin Phật thì thì chắc chắn rằng là không bao giờ quên. Hay không nhớ nha quý vị, phải tin Phật. Cả đời tin Phật. Nà, vợ chồng con cháu của cải vật chất. Nhưng cuối cùng vì thử nín thở gần chết thì biết. Khỏi càng nín thở gần chết bệnh thôi. Chỉ cần bệnh thôi. Khỏi nói bệnh nặng, bệnh nhẹ thôi, cảm xúc thôi. Bị sổ mũi thế coi, chồng nó có sổ mũi phụ không? Khi bị sổ mũi là nó đã không hung rồi. Nó thấy chùi mũi dính qua bên là nó không hung đó. Phải không? Đừng có nói chuyện giỡn chơ. Nó gặp mà mình mà kiểu mà chảy ra mà làm nè. Chảy ra. Rồi xong mình thử mình quẹt ngang nó dính mũi bên đi. Quẹt ngang dính mũi bên này kêu. Mình nói anh hung cát anh. Đơn giản cái điều đó thôi, vì thấy không? Ta thấy gớm gớm rồi, hiểu không? Bữa nào hết sổ mũi đều tính. Có giỡn đâu chuyện đó là đẹp. Đó, cái như vậy mới bị mới thấy ra. Thấy ra cái gì? Bệnh cảm đó mà đã không chia được rồi. Đừng có nói chia cặn tử nghiệp. Nói gì không phải là đá đổ cái cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta sống thì nó phải có tình con người với nhau. Để nó thấy rằng Phật pháp dạy cho người ta có đạo đức, dạy người ta sống có nhiệt tình hết mình. Nhưng mà trong cái nhiệt tình hết mình, trong tâm tư, trong tâm khảm mình để ẩn nhẹm trong đó, mình biết nó là vô thường, nó là giả tạm. Nhưng mà cái bên ngoài đủ duyên thì mình nói, còn không đủ duyên thì mình đừng có nói với người ta hàng chí. Mình cứ thật lòng như cái bên ngoài, như mọi người đi. Còn thật lòng hơn người bình thường nữa. Nhưng mà trong tâm mình biết những cái điều đó giả tạm lắm. Rồi một ngày nào cũng xa lìa thôi. Mà mình cũng có khổ. Người ta không biết tu nên xa lìa khổ, còn mình xa lìa vui. Vì cực lạc mình vui, hiểu không? Vì cực lạc mới vui chứ. Còn gặp mà hai vợ chồng mà biết tu hết trơn, ta sống đặc biệt quá. Hai vợ chồng cùng niệm Phật, rồi mai mốt anh đi trước, em đi trước cũng được hết chứ. Không cần giành giật hết chứ. Ai muốn đi trước Phật rước, ai đi trước là người đó đi trước.
Quý vị thấy không, hai vợ chồng mà biết tu, những đức nói là số 1. Số 1. Tự những đức nói có cặp vợ chồng này, hai người chia tay nha, mà ổng dẫn một đòn, bả dẫn một đòn. Những đức nói đúng là cũng số 1 luôn. Mà từ khi chia tay tới giờ là ổng dẫn đòn dữ luôn. Mà thấy đi qua bên chùa mới là ổng cũng đi chùa mới. Không, cái tình cảm đó nó dẫn dắt nhau quý vị ơi. Thấy không? Nó hay ghê. Những đức mong thì sao mà những cặp vợ chồng nào mà chia tay nhau cứ làm trưởng đoàn dẫn đi tu đi. Hay quý vị. Thấy không? Nó từ khi xa em, anh làm trưởng đoàn. Hồi xưa có trưởng được ai đâu, trưởng con vợ, trưởng con sông. Bây giờ từ khi xa em, anh làm trưởng đoàn. Thấy không? Từ khi xa anh, em làm trưởng đoàn. Không? Được hết trơn rồi. Cứ vậy mà làm, cứ vậy mà dẫn ta đi tu là tốt rồi. Rồi tu giết cái nghiệp gì nó cũng chuyển say hết trơn. Niệm Phật giết rồi cái nghiệp gì cũng chuyển. Nó không? Chiếc xe hơ dán chữ ai cho đạo Phật, mà xe mà cái cây ngã xuống mà còn không đè cái xe hơ. Mình thấy rõ ràng, cái đó là thấy có cảm ứng rõ ràng. Còn cái gì, người ta đưa lên mạng mà cái người đưa lên nó cũng có phước. Như cái ông kia, vì thấy rõ ràng ông biết tu gì đâu, ông biết niệm Nam Mô với Đà Phật, vậy mà ông trôi lang thang ở dưới biển, vậy mà 4 ngày 4 đêm không chết. Những đức nói cái người bình thường thì bỏ người ta xuống biển mà không có phao, một tiếng đồng hồ cũng chết. Đừng nói chuyện giỡn, cho chết queo liền. Nó giỡn, nó sống nó giật mấy cái thì ngụm cua tỏi sao sống nổi. 4 ngày 4 đêm, đây là câu chuyện có thật đó. Ông niệm Nam Mô với Đạo Phật mà đâu có niệm bằng quý vị đâu. Vị nhớ nghe, không phải là không bằng. Ông niệm một câu Phật hiệu của ông là đạt. Vì sao quý vị biết không? Vì ông lúc ông gặp nạn nhất mà ông vẫn niệm Phật. Vì ông không biết một cái gì, biết niệm Phật không có ghê. Nên bé liên tịnh, vì sao mà niệm Phật 6 tháng một tuần mà ta thành tựu gì? Vì người ta không biết một cái gì dễ cảm ứng hơn. Không biết gì hết mới dễ cảm ứng. Nà, thí dụ như lúc quý vị đang viết văn, quý vị nghĩ toán sao mà đạt văn. Lúc toán là phải toán, ghiên toán hết thì thành công gì toán. Ghi văn thì thành công văn, rõ ràng ra. Còn bây giờ lúc toán văn rồi sử gì nó nằm loạn vô trong hết chứ. Thì sao quý vị thành công được môn nào chính của nó? Người ta chuyên niệm Phật nên người ta mới đạt tới trình độ đó. Tuy nói là ông không biết niệm Phật, nhưng ông gì biết niệm Phật không à. Nên ông mới thành công đến mức đó. Cảm ứng. Hiểu không? Phật từ bi mà. Thấy cái thằng này nó đâu có tu gì đâu mà nó còn niệm Nam Mô với Đà Phật. Vì mà mình không cứu nó thôi. Sao mà được? Phải cứu. Còn cái đứa này mày tu dữ lắm, mày đi tối ngày luôn mà mày không chịu lo niệm Phật. Mày lo đòi hỏi, lo này, lo kia, lo nọ, mày gớt cho mày chìm chín quẹo. Mày không chiên. Lúc đó nó không đi vào bổn nguyện nào hết trơn á. Giống như cái ông nhiều vợ, cuối cùng mà không con nào nuôi. Vì con nào nó cũng nói câu gì? Để cho con nhỏ đó nuôi. Cái bà này, để cho con nhỏ đó nuôi, tao khỏi nuôi cho mày biết. Cuối cùng 3-4 vợ, cuối cùng nằm chè queo, chết queo ở ngoài đường, không con nào nuôi. Còn mình có một vợ sẽ nuôi cho mình. Vì sao? Vì mình lo cho người ta, người ta có trách nhiệm phải nuôi mình. Người ta bỏ mình thì lương tâm đâu mà coi được, miễn đời nói người ta mà chết. Nên mình có một vợ, vợ sẽ nuôi mình. Mình có một chồng, chồng nuôi mình. Hiểu chưa? Còn mình mà bị chồng bỏ thì mình nuôi con nuôi mình. Còn mình mà bị chồng bỏ mà không có con thì thầy nuôi mình. Ngon chưa? À, thấy tuyệt vời chưa? Đường nào cũng dính vậy nha. Nó đến đó thấy chưa? Quá đặc biệt. Nghe thấy thích không? À, thấy thích chưa? À, đi về đây là thấy có con đường hết trơn, không có bao giờ mà chìm. À, nó nên cái ông 4 ngày 4 đêm mà ông niệm Phật là do ông biết niệm một câu Phật hiệu. Ông đâu biết gì chú gì gì đâu. Niệm Phật cảm ứng liền, thấy chưa? Nên quý vị đừng có biết nhiều niệm Phật. Không biết nhiều mà niệm Phật thì sử dụng được căn tư nghiệp.
biết nhiều mà không niệm Phật, cuối đời không sử dụng được. Không sử dụng được đâu bạn. Ồ. Ồ. Nhớ nghe. Bây giờ cái ông chạy xe ôm đi chăng nữa, niệm Phật cũng có kết quả nữa. Cái ông làm heo, đâm heo, niệm Phật cũng có kết quả nữa. Quý vị nói gì, người ta làm heo, người ta niệm câu Phật hiệu vẫn đỡ, người ta không niệm Phật. Nói tàu làm heo mà niệm Phật cũng có kết quả nữa. Chứ thì sao? Chứ không lẽ giờ người làm heo nó không có chủng tử làm Phật? Chúng sanh ai mà không có chủng tử làm Phật? Ấn Tổ người nói tại phàm không giảm, tại thánh không tăng, đọa 18 tầng địa ngục đi chăng nữa, cái chủng tử làm Phật cũng vẫn nguyên mãn, không mắc. Chứ đừng nói gì làm heo. Làm heo là tốt nghiệp đời này mình cũng chưa biết ổng. Ông làm heo vậy đó mà khi cuối cuộc đời ông niệm Phật giảng sanh sao? Nó như ông đồ tể đó, ông làm heo đó mà cuối cùng mà ông niệm Phật cũng giảng sanh đó. Nó rồi ông Trương Thiện Hòa đó, thấy chưa, người đầu châu đầu bò xuất hiện đầy vậy mà cuối cuộc đời của ông la lối lên, mà người xuất gia niệm Phật đi ngang khuyên ông niệm Phật, một phát một ông niệm liền, niệm vài câu Phật hiệu Phật rước ông luôn. Mình đừng có bao giờ nói cái người đó ta tạo nghiệp ác, nghe chưa. Tu nhất kiếp mà ngộ nhất thờ, người ta mà một thờ ngắn ngủi nhất ta thành công đó chứ, nó chuyện giỡn chơi. Nó có những người người ta tạo ác, trộm cắp tà dâm, làm đủ chuyện tội lỗi, nhưng mà khi ta quay đầu người ta tu, ta còn dữ dằn, tại vì người ta nắm chắc Phật pháp giống như một người chết đuối vậy đó. Mà khi bám cái phao, bám chắc hơn cái người mà nhiều phao. Nó quý vị biết cái người mà quá nhiều phao, phao nào người ta ôm ta cũng ôm nhẹ nhẹ chứ, còn một chiếc phao người ta ôm chắc dữ lắm. Nên một câu Phật hiệu sẽ nắm chắc hơn nhiều thứ, hiểu không? Nó nên nó nghe kiểu này mà tính nguyện nó hừng hực lên luôn, nó chuyện dựng chơi. Có cái cô kia có nói kìa, cô dạy trường á mà gọi là về tiếng Anh mà có tặng cái dòng niệm Phật nè, tặng cái dòng niệm Phật cảm ứng, đeo cái dòng niệm Phật, cái dòng màu mũ đó đó mà còn cảm ứng đó, đừng nói chi mà chiếc lắc hay với đạo Phật. Không có giỡn đâu nghe. Ồ, chiếc lắc ai với đạo Phật của bé Liên Tịnh, nó để lại thấy chưa, nó bổ nguyện chân thật. Bởi vì chiếc lắc ai với đạo Phật nó không đơn giản đâu, chiếc vòng ai với đạo Phật không đơn giản. Con bé nó bị tai nạn, quý vị biết rằng đó, cái tai nó bị chạy chuột quá trời luôn, cái chiếc vòng ai với đạo Phật bằng mũ không động đậy tới được luôn. Rồi con bé đúng ra sắp sửa tới kỳ thi vậy đó mà quý vị biết rằng nó nằm bệnh viện mà cái kỳ tích xuất hiện, không biết làm sao thầy cô giáo cho nó được cái cơ hội mà nó được đến, nó vào một cái trường mà nó còn đặc biệt hơn đó quý vị. Rồi từ đó về sau nó được tặng cái dòng, nó tin câu Phật hiệu, quý vị không, cả gia đình đều tin câu Phật hiệu và cảm ơn cô giáo này tặng cho cái dòng. Niệm Phật có nhiều kỳ tích kinh khủng lắm quý vị, không đơn giản đó quý vị. Nên quý vị biết rằng là một cái món quà pháp thí mà tặng cho người ta là một cái chủng tử đó. Cái chủng tử Hòa Thượng Tịnh Không rồi nói, tặng chuỗi còn đưa cao lên. Đến chi vậy? Đưa cao lên để cho người ta nhìn cọng chuỗi, người ta nói người niệm Phật. Mong cho người ta nghe một chữ Phật thôi đó, nghĩ cái chủng tử Phật thôi đó. Quý vị nghe câu chuyện Đức Thường kể không? Hơn Đức Phật còn tại thế mà cái ông này lợi sinh xuất gia, đệ tử bậc A-la-hán nhìn trước 500 năm, sau 500 năm. Vậy mà không thấy ông này có nhân duyên, 500 năm không có duyên. Nó thôi ông có duyên Phật pháp mà xuất gia cái gì? Phật gì gặp nó có duyên. Trước 500 năm đã từng đi đốn củi trong rừng, leo lên cây cọp dược mô Phật một tiếng thôi, Phật xuất gia cho độ chứng quả A-la-hán. Thấy không? Nên những cái người ta tu hành, người ta hiểu câu Phật hiệu này là quá thù thắng. Thì biết cái danh hiệu Phật, cái danh hiệu của Đại Tạng Kinh, nó kêu đọc Đại Tạng Kinh thì khó đọc, nên câu Phật hiệu là nằm trong Đại Tạng Kinh, gom nhặt Đại Tạng Kinh. Thì nhớ câu Phật hiệu này để lên Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh á là chở một câu Phật hiệu này, thì nó tạo câu Phật hiệu có chút xíu xíu. Đại Tạng Kinh như một chiếc thuyền lớn bao la, mà để có một câu Phật hiệu nhỏ xíu lên chở đi. Ừ, mà chở đi đó, Đại Tạng Kinh chở một câu Phật hiệu. Vậy thì quay ngược lại, câu Phật hiệu này nằm dưới Đại Tạng Kinh, để lên câu Phật hiệu, câu Phật hiệu chở đi te te. Chứ quý vị chọn đi. Nếu như quý vị có một cái chí của cái người sanh trong thời Đức Phật á, khi Đức Phật còn tại thế, thì quý vị cứ dùng Đại Tạng Kinh để làm chiếc thuyền.
Nhưng nếu quý vị sanh trong cái thời xa Phật, cái thời mạt pháp này, thì quý vị nên dùng câu Phật hiệu để làm chiếc thiền. Phật chỉ quý vị đó, hiểu chưa? Tại vì cái thời này mà nếu nó đọc đại tạng kinh, nó thông thâm nhập kinh tạng thì không có cửa đó đâu. Nên Phật mới chỉ mình niệm Phật, đúng không? Còn thờ Đức Phật là cái chí của người thờ đó, là bậc cổ Phật thì hiện đến để làm đệ tử của Phật, chứng quả để mà đưa Đức Thích Ca Mâu Ni lên để độ sanh. Nên người ta có cái chí để mà người ta học đại tạng kinh. Thanh văn đắc pháp, là nghe pháp mà đắc quả, không? Mình bây giờ nghe pháp sao đắc quả? Mình bây giờ dạy niệm Phật để Phật rước về Cực Lạc để đắc quả, không? Họ nghe gì mà nó mê, mới chuyện giỡn đâu. Nếu mà cái người tu tịnh độ mà nghe gì nó hừng hực cái tâm đấy quý vị. Đây là lúc đương thờ nè, đương thờ là đương cơ quý vị đang nghe luôn á, mà không chịu cố gắng niệm Phật là uổng đó nghe quý vị. Vì thấy bây giờ nếu cái người dạng tịnh độ mà dạng hừng hực gì là bây giờ đang không có đó, hiểu không? Ngày xưa cái thời những đức mới vô tu là có đó, có thầy trên kia đó, hiểu không? Những đức nghe rõ ràng mà nghe ầm ầm giống hệt gì luôn. Bây giờ mà tôi mà đi cái nữa là rồi xong luôn. Nên từ nơi đó mà quý vị cố gắng nắm chắc câu Phật hiệu này mà niệm đi. Ôi, tôi thấy câu Phật hiệu này thù thắng lắm. Mười mấy năm nay tôi niệm Phật không chứ làm cái gì. Thấy thầy trên kia trên còn học cái này kia quá trời nhiều, đi học trường Phật học đồ này kia biết nhiều. Còn tôi là không học thiệt nè. Tôi niệm Phật tôi thấy rõ ràng lợi ích lớn. Nó giọng dạc, nó mạnh dạng một câu cho quý vị nghe. Câu Phật hiệu này thù thắng dữ lắm. Trời, có một vị hòa thượng tuyên lực sư ngày mạnh dạn nói một câu. Bây giờ mà hỏi tôi cái này cái kia tôi không muốn nói luôn. Mà hỏi tôi niệm Phật là tôi nói niệm Phật đi, tôi dạy liền. Đại lão hòa thượng Thích Minh Thông nói một câu đại công đại đức. Ngài khuyên người niệm Phật, ngài nói rõ ràng, ngài là ngài nói ngài học các tông phái rất là nhiều, hiểu rất nhiều luôn. Mà ngài nổi bật vô cùng, quá từ bi. Ngài nói một câu rằng bây giờ nếu hỏi tôi này kia thật sự tôi không muốn nói luôn. Bây giờ hỏi tôi niệm Phật tôi nói cho mà nghe. Tôi biết niệm Phật thù thắng. Niệm Phật thù thắng. Rõ ràng rồi, các vị tôn túc mà làm việc này thì mình là cốc ké ảnh ương này. Bây giờ mình không làm cái gì? Tôi là cốc ké ảnh ương. Mà chỉ cần nhìn ra được những người lớn vậy người ta làm gì thì mình làm theo. Hòa thượng mình ngày bật những cái điều niệm Phật để làm gì? Ngài không có nói nhiều cho quý vị nghe, để cho đệ tử nói thôi. Nhưng mà ngài bắt điều niệm Phật ở trên đó để làm chi? Để nhắc quý vị, tôi nè, tu bao nhiêu chục năm là hòa thượng nè, xây bao nhiêu kiển chùa mà tôi cài cái điều niệm Phật á, cho quý vị nghe cái điều niệm Phật là muốn nói cho quý vị nghe, tôi cũng một câu Phật hiệu mà về Cực Lạc đó. Chứ giờ ngài nói chi nhiều, vì dạy bao nhiêu người cái này kia, quá nhiều pháp rồi. Bây giờ mà nói lại vậy thì không có nên nói, để cho đệ tử nói. Được, mày nói đi, ngài để như Đức nói. Có thằng nói được rồi. Thấy không? Có thằng nói được rồi. Bây giờ hiểu không? Nó mình thấy cái sự diễn này quá từ bi. Diễn này là quá từ bi rồi, hiểu không? Nó nhớ nha, vì sanh trong cái địa phương này là cái phước duyên vì không đơn giản. Một cái chỗ này thôi mà ba cái ngôi chùa lớn niệm Phật, quý vị nghĩ gì sao rồi? Bởi bây giờ Phật tử khắp nơi nơi, các cụ già khắp nơi nơi mà tập trung về đây ở, các cụ thấy không? Chùa chiền xây rộng rãi, hòa thượng này xây bao la, rồi tha hồ mà ở đi. Người niệm Phật quý vị thấy không? Lầu cát, thang máy bấm lộn mèo. Đâu mà vô chùa tu mà nhà gì đâu mà cao cao. Sao cái thang máy bấm chạy lên để xuống chứ? Đi ngang cái khu nhà đó quý vị, mỗi lần mà chạy xe ngang quý vị thấy không? Nhìn như đâu mà nhìn nó hoành tráng đi ghê trời trời. Ai mà nghĩ cái ngôi chùa niệm Phật, chùa mà giữ kinh khủng không quý vị? Nhưng mà không, mà hòa thượng mình ngày quá từ bi, ngày dùng cái hình đó đi để giờ dễ độ sanh trong thời này. Cái thời này người ta khoái cái hình tướng nó bự. Nên quý vị thấy mỗi ngôi chùa hòa thượng là cổng to không? Cổng to là phương tiện. Mình đi ngang ngôi chùa mình thấy cổng sập mình cũng không muốn vô. Nó thiệt luôn, cái cổng sập sập nó thôi thôi chùa này chắc không có tu gì đâu. Mình biết cái gì trong đó nhưng mà mình nói chắc không có tu. Một số người ta không hiểu, ta không có chịu vô.
Nhưng mà đi ngang ở chùa, công nhận ở chùa với cổng đẹp vậy đó, mà rồng bay phượng múa trời trời, nó đẹp quá trời đẹp. Vô chơi chút coi, vô nghe câu Phật hiệu đổ liền. À, bây giờ bị nhìn mấy cái chữ hòa thượng viết ngoài đó đó, vào chùa nhớ niệm Phật, ở ngoài đi vô nghe ngày nãy, vào chùa nhớ niệm Phật, cùng nhau niệm Di Đà, về chăng chỉ tại ta, cực lạc đâu xa cách. Phải không? Tôi phải đọc cái câu đó đúng mà. Còn ở chùa đi ra, ngài nói về nhà nhớ niệm Phật, cùng nhau niệm Di Đà, về chăng chỉ tại ta, cực lạc không xa cách. Đổi một câu chút xíu lại à, vào chùa thì nhớ niệm Phật, mà về nhà nhớ niệm Phật, vậy còn gì nữa, tuyệt chiêu. Hiểu không? Đó, thấy không? Những cái điều những đức giảng bị nghe phải hoàn toàn là thu thập tư tưởng tính tâm không, giảng tính nguyện mà đến cái mức này là gọi là trình độ rồi đó. Hiểu không? Tu tinh độ mà thấy có người rõ ràng làm cho mình thấy một ngàn mấy trăm người làm bao nhiêu chuyện, cái gì niệm Phật chứ làm cái gì, thứ sáu tớ khiếm thị nữa nè, thứ sáu khiếm thị nữa. Bây giờ không mà công nhận mình gan, đúng là đệ tử Phật là phải gan. Bây giờ làm bao nhiêu chuyện, có cái cô nói một câu, nói gì nè, con biết có khi thầy cũng khó khăn mà thầy không bao giờ thầy nói. Nó nói gì, nói gì cho người ta khi đó. Hiểu không? Khó khăn thì tự mình lèo lái, sóng gió ba đào thì tự mình lèo lái, thiền thì mình đã bẻ lái rồi thì có ai bẻ giùm mình đâu, thì mình tự lèo lái đi chứ mình nói cho người ta làm gì mất công thêm. Hiểu không? Làm thì phải làm thôi à. Nên thôi kệ, mùa hè nên chương trình khiếm thị để cho con nít nó được đến chùa, cha mẹ nó dẫn nó đến chùa để mà đưa tiền cho nó cho người mù. Nó mùa hè cơ hội cho người ta được lợi ích. Thấy không? Thứ sáu chương trình khiếm thị, chương trình lớn lắm, không phải chuyện dẫn chơi đâu nghe. Tất cả những người mà giàu, thiệt là giàu, giàu sang phú quý đấy, có tiền nhiều đi casino quýnh bài đồ chí, đá gà cá độ đá banh chí, đổi tiền ra, người cho người trăm hay trăm ngàn đổi ra đi, mấy người nhà giàu thiệt giàu đó, rồi kêu dòng họ chòm sớm vô đây để cho tiền người mù vô nghe bài pháp, nó còn có kết quả hơn. Nó dẫn nhân viên làm việc đồ công ty mình đi theo, rồi mình đổi tiền ra, mình đưa tiền cho nó để cho người mù, để nó ngồi nó nghe pháp xong đi rồi nó cho tiền mình làm gì đi, mình rửa tiền cái đó nó đẹp quá, mà rửa tiền cái đó nó còn có tiền mới. Hiểu chưa? Mình đi vô casino rửa làm chi? Có những người ta giàu lắm quý vị, nhưng mà ta ăn xài đồ này kia ta không hiểu. Có những người mà ta giàu mà ta vô nhà hàng quán ăn, người ta kêu nguyên một mâm đồ ăn, bao nhiêu tiền bạc ra ta ăn mấy đũa người ta bỏ. Hồi xưa tôi là vị trí nhà hàng nè, từng lụm đồ ăn ăn không đó, tôi biết kinh nghiệm quá mà. Nhà hàng quán ăn thường người ta ăn chút xíu xíu à, là bắt đầu là mình vô mình lụm lại, chiều là tối lại là nhân viên tập trung lại ngồi ăn chơi, bia bọt đồ người ta uống thừa mình đổ vô mình uống. Trời ơi, mình đó mà mình biết quá, đi làm thành phố nhìn thì bạn đầm bạn riếp đồ bạn quần tây áo bỏ trong thùng, nhưng mà đồ ăn ta ăn có mấy đũa người ta bỏ, mình lụm lại mình ăn, còn đồ nào nguyên vẹn thì tính sao. Tính sao là biết đó là vì gì. Những người mà đi nhà hàng quán ăn mình ăn cũng kỹ lưỡng chút, đừng có nói mà giấy lau miệng rồi mình đi liền vô đồ ăn, có khi người ta lụm lại người ta ăn tội nghiệp người ta. Còn mình là ông chủ mà bây giờ mình xài tiền phí phạm của cái mâm ăn chi cho bỏ, mình kêu ít lại chút món ăn nào trọng lượng thôi, mình ăn được là được rồi. Xong mình cầm số tiền mình nhét vô tay cái người phục vụ đứng sau lưng mình á, gót bia cho mình á, mấy em đứng đồ mình chơi vậy đẹp hơn. Mình xài chi phí phạm kỳ cục vậy, cho người ta xài mình có phước, hiểu không? Vậy mới sành điệu chứ. Mình chi kêu nguyên mâm đồ ăn để ra vẻ mình giàu mà bo cho em có 2,000, trời ơi, bèo bèo cũng 200, mình bớt đồ ăn lại mình cho tiền người ta xài, mình giàu mà, chơi vậy đó. Mình đi đâu cũng được, người ta phục vụ mình đẹp chứ. Mình mà làm vậy đó, mình đi lên cái quán ăn nhà hàng là các em bay ra liền, phục vụ liền, tại sao anh này đẹp, chơi đẹp lắm, người ta ngưỡng mộ mình. Lúc đó mình dạy cái gì người ta cũng nghe. Hiểu chưa? Người như vậy mới là cái người có thiên hạ đó, đi đâu cũng có thiên hạ chứ. Nghe không? Đó là phong cách đó nghe, chứ không có chuyện giỡn đâu. Tại ngày xưa những đức từng là quán ăn nhà hàng mình biết quá mà. Nó mà những đức là chọn nghề thợ nấu là do cái việc đó mà ra.
ở 3 ngày thấy nhân viên lụm đồ ăn ăn. Mình thì thật sự mà nói cũng không muốn lụm đồ ăn ăn luôn, nên chọn nghề thợ nấu. Tại vì thấy cái bà nấu ăn, bà ăn trên trời dưới đất không. Tôi có đâu chịu thua, tôi muốn lên trời chứ đâu dưới đất, hiểu không? Tôi thấy nó bằng quần tay áo thùng nhưng mà tối lại lụm đồ ăn ăn. Tôi không có chọn cái ngành đó, tôi chọn ngành nấu ăn. Bà chủ nó ngành nấu ăn cực lắm con, nó trong bụng nó cực nhưng mà ăn trên trời ngon hơn là ăn dưới đất, hiểu không? Nên tôi mới chọn nghề nấu ăn đó. Nhưng mà ở trong cái môi trường tôi hiểu, nhìn thấy rõ ràng. Mình là từng trải qua cái môi trường nhà hàng quán ăn, mình biết hết chứ. Nó cũng tội nghiệp người ta. Bây giờ mình nói lên gì để cho những người giàu sang có cái phong cách một chút khi đi đến cái nơi mà ở nơi ăn uống. Cái góc độ người tu mình là mình đi đâu cũng vậy chứ. Mình đi đâu cũng vậy, một là cầm pháp thí theo, hai là mình đi ăn uống đồ chay cũng vậy, nó ban phục vụ. Mình trả tiền xong mình phải chích ra số tiền để mình lì xì cho người ta. Mình đi đâu mình cũng là có nhân có quả. Để sau này cuộc đời mình bước đi đến đâu người ta cũng ngưỡng mộ mình. Ngưỡng mộ mới giải được. Ngưỡng mộ mới giải được. Người rộng rãi người mới độ sanh. Người hẹp hòi khó độ sanh lắm. Mình rộng rãi với con người sẽ làm Phật, đừng có sợ mắt. Sớm muộn họ cũng làm Phật. Cứ rộng rãi con người đi. Dù quý vị cho người không tu, quý vị cũng có phước, vì con người sẽ làm Phật. À, vì coi trong kinh giáo thì Đức Thích Ca Mâu Ni có đời kiếp nào ngài từng làm súc sanh chưa? Có, xong có. Ngài từng là cây cỏ rồi đi đến loài súc sanh, đi từng cấp, từng cấp, từng cấp mà đi đến làm Phật. Con người đã đi đến loài người rồi, thì cái đây là cái loài người là loài động vật cao cấp nhất của nhân loại. Vì biết rằng loài người là loài động vật cao cấp nhất và trí tuệ cao nhất là loài người. Và loài người có thể đi đến cảnh giới làm Phật. Loài người là đỉnh cao. Nên từ nó đó đối với con người đừng có hẹp hòi. Hẹp hòi với con người là mình dạy, hẹp hòi với Phật đó. Mình rộng rãi với con người là đang rộng rãi với Phật đó. Nguyên lý này tôi hiểu. Nên đối với con nít quý vị coi, nó còn ngồi nghe như Đức giảng pháp kìa. Vì coi có cái nơi nào mà con nít mà ngồi nghe thuyết pháp rồi tu lễ Phật kịch liệt như chùa mình không? Mà những Đức thương con nít mà nó nghe lời đó. À, mua này mua kia cho ăn, lo này lo nọ đủ chuyện. Suy nghĩ cho người ta, suy nghĩ cho người ta là đang suy nghĩ cho Phật, hiểu không? Nó, chồng mình ở nhà nó không tu, mình lo cho nó, mình nói nè anh ơi em lo cho anh nhiệt tình lắm. Sao mà lo nhiệt tình quá, lo chứ mà tôi ngại luôn á. Nói Phật mà, anh là Phật trong lòng em mà. Cái vị mà làm tôi điều đó, vị làm Phật thiệt á. Cô giáo Lưu Tố Văn đó, ông chồng bà đó, thấy không? Bà nghe pháp, ông bắt đá banh, bắt phim kiếm hiệp. Bà nói, bộ ông cứ làm phiền tôi hoài, trở ngại tôi không, hiểu không? Bây giờ bà muốn làm Phật không? Muốn. Muốn làm Phật mà trở ngại. Bà nghe pháp, bà cứ nghe. Bà niệm Phật, bà cứ niệm. Tôi bắt đá banh là cái chuyện của tôi. Cảnh giới của tôi là đá banh. Cảnh giới bà niệm Phật, tại sao bà không duy trì? Mà bà đi đụng chạm cảnh giới đá banh của tôi có đụng chạm cảnh giới của bà không? Tôi vẫn duy trì được cái chuyện tôi có đá banh mà. Tôi duy trì được cái cuộc chơi của tôi mà. Tại sao bà không bằng tôi? Bà niệm Phật bà ngon, bà hơn tôi đi. Bà vẫn duy trì bà mới hay. Thì bà làm Phật. Vừa nói xong bà nói ô Phật, Phật thiệt rồi đó, hay ghê không? Rèn mình đó, thấy chưa? Mình cứ nói người ta trở ngại mình không. Chồng con khó lắm thầy ơi, con trai nó cũng cho nó thầy ơi thầy. Nó không cho mình mới thành trai. Không cho mình mới trai. Vì nó cho quá có khi mình ngã mặn. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Nó không cho mới luyện được mình có ăn chay không. Nãy có cô kia nhắn một cái tin nhắn. Bây giờ con của con muốn nó ăn chay mà cả nhà đều không muốn luôn á thầy. Con biết ăn chay là điều tốt. Chính con bệnh đau nè thầy. Mà con ăn chay con hết bệnh nè thầy. Niệm Phật ăn chay hết bệnh nè thầy. Bây giờ con muốn con phải ăn chay. Mà giờ cả gia đình tôi, con chồng rồi bà, mẹ chồng, cha chồng, anh chồng, em chồng, không ai muốn luôn. Mà con sang sống trong nhà của họ. Thầy ơi bây giờ thầy dạy con cách nào để con xoay chuyển cả nhà này. Trời. Bà hỏi ghê gớm quá. Xong những đức á, kia mấy chú nhắn tin là mấy câu rằng cô lo cô đi.
câu vậy thôi, cô lo cô đi. Cô bây giờ là người quyết định được, đứa bé này nó chưa quyết định được. Mà cái cảnh giới lôi kéo nó mạnh quá, cô hãy đợi nó lớn lên để nó quyết định con đường của nó. Còn bây giờ cô đừng có nên gì dính vào nó, mà cô trở ngại với cả nhóm trong nhà, sanh ra nhiều phiền phức. Đứa bé này chưa đủ duyên, hãy để cho gia đình cái lượng người đông đó quyết định. Còn cô đụng vô thì cô đụng với nguyên một lượt người quá đông, phiền phức. Bản thân mình chưa làm được mà bản thân mình có chuẩn bị kéo luôn, phiền não cả nhà. Thôi được rồi, cứ để cho con mình người ta xử lý sắp xếp, không đến nỗi đâu, có chủng tử là có duyên rồi. Không sao, mai mốt nó ăn sao tính sao. Thấy không? Mình đừng có hoang duyên. Còn bản thân mình là người quyết định được, mạnh mẽ nhất. Tôi lớn rồi, tôi miễn làm sao tôi lo trong gia đình này cơm nước đàng hoàng. Còn cái chuyện ăn chay là chuyện của tôi. Quyết định mà, mạnh mẽ. Tại sao mình quyết định được chuyện này? Còn nếu trở ngại như cái bà nghịch duyên luôn, người ta chơi cùng thịt luôn, nó bả dẫn chay của tâm, ghê chưa, gấp rau trong thịt bà ăn luôn. Thời của Lục Tổ Huệ Năng cũng vậy, Hòa Thượng Hán Hiền cũng vậy. Thật sự mà nói các ngài được, nhưng ta phải có sự quyết định cho cực kỳ mạnh mới được. Còn mình mà ăn thịt của chừng mình thèm thịt, mình không đạt như người ta. Cái này tôi nói rộng dữ lắm rồi đó nghe. Tuy là nói như các ngài đó, nhưng ai được như Lục Tổ Huệ Năng, ai được như Hòa Thượng Hán Hiền, ai được như cái cô nghịch duyên, thôi mình dạy gì đi nghịch vô đó. Mình quyết định được thì quyết đi, mình lớn mà, hiểu không? Tôi nói cho ông nghe, tôi làm vợ ông đàng hoàng, mọi mặt đàng hoàng hết trơn. Ông hãy thương tôi một chút, ông cho tôi ăn chay. Tôi vẫn ăn chung với ông luôn, tôi ăn chay là chuyện của tôi, ăn chung với ông luôn, đâu có sao đâu. Tôi còn gấp đồ mặn cho ông luôn cũng được nữa, nhưng mà ông để cho tôi ăn chay. Cái này là tôi có quyền quyết định của tôi. Rồi mình cứ duy trì mình, chứ mình mà nói giống cái bà nghịch duyên á, mình chơi cùng thịt mình quất luôn. Ăn xong mình nói thịt bữa nay ngon công nhận luôn trời. Mình dính luôn sao? Mắc quệ mạng. Đúng không? Hiểu không? Nó. Còn cái chuyện đứa con nhỏ đừng có đụng vô. Tại vì quá đông người, lực lượng người đông quá. Nếu như mà trong 10 mà còn 6 thì mình được đụng vô. Nhưng mà trong 10 mà nó dứt hết 8 rồi, 9 luôn rồi, mình đừng có nhào vô. Vì đứa con này cái nghiệp duyên nó nhất định mới lôi kéo. Sau này nè, nó sẽ thèm đồ ăn mặn. Mình đụng vô bây giờ, sau này trở ngại vì sao? Thà để cho nó ăn tự nhiên đi. Còn nếu mà gia đình chấp nhận cho mình làm thì làm, không chấp nhận tùy duyên. Đúng không? Quá tự tại. Phật pháp á quý vị, ô nó cởi mở được hết trơn á. Nó nhẹ nhàng vô cùng, nó không có cái gì mà nặng nề hết trơn quý vị. Ô. Hiểu chưa? Nó. Còn con gái mà ăn chay niệm Phật nghe đẹp lắm. 100% con gái mà ăn chay niệm Phật là đẹp lắm. Cái tâm thiện. Mà con gái niệm Phật ăn chay phóng sanh nghe, sau này đỡ phá thai, nó chuyển túc nghiệp, không có phá thai. Nó. Nên mấy nhỏ con gái ăn chay niệm Phật là đẹp lắm. Da mặt cũng đẹp, không cần trang điểm nhiều cũng đẹp nữa. Bây giờ mấy cô trong chùa mình có trang điểm đâu, da mặt hồng hào thế chứ, đâu có tệ, nó sáng sủa. Nó. Quý vị thấy hồi xưa những đứa xấu cỡ nào chưa? Bạn trai niệm Phật giết mà còn coi được, thấy không? Mà cái đặc biệt của người ăn chay niệm Phật là cái gì quý vị không? Có duyên. Họ lạ, cái người niệm Phật có duyên. Vì danh hiệu A Di Đà Phật là cái danh hiệu vô lượng duyên, vô lượng phước. Nên cái người không có phước niệm Phật có phước, cái người không có duyên niệm Phật có duyên. Nên mà cái nắm chắc câu Phật hiệu này là duyên phước nó phát triển liền. Đặc biệt dữ lắm. Cái chân thật mà làm chỗ này đi rồi cái kết quả nó lớn cỡ nào. Trời ơi, từng nào mà cũng đi đến đây nghe cái kiểu này chiếc, làm đi sẽ lợi ích cho quý vị thấy. Trời ơi, nó đông gì đâu mà người ta như vậy mà việc đâu ra việc nấy được hết trơn. Tại sao nhà mình có hai ba người mà lú bú hoài vậy mấy bà? Không nhìn ra nữa trời ơi. Trong nhà mình sát sanh mà ra đó. Ấn Tổ nghe nói muốn cho thế giới hòa bình từ khi nhân loại đồng tình ăn chay. Cái gia đình mà ăn chay là cái gia đình bình yên. Gia đình mà ăn chay là quán nghiệp tự bí mắt. Nên cứ nắm chắc câu Phật hiệu, bệnh ung thư, sida, bệnh gì kệ nó, cứ niệm Phật đi. Những đức nói quý vị mà tin chắc câu Phật hiệu này nghe, bệnh gì nó cũng giải được. Còn nó không giải thì chết. Chứ làm sao?
chết vạn sanh chứ sao, sợ gì, đúng không? Con người ai mà không chết? Phật đó nói là sanh già bệnh chết, nguyên lý ai mà không bệnh, ai mà không chết. Nên bây giờ chúng ta cứ niệm Phật, bệnh đau ung thư gì cũng, bây giờ thí dụ như bây giờ những đức đi mai mốt tự nhiên ung thư ha, ung thư lên giảng, quý Phật tử ơi, báo cho vị tin mừng thầy ung thư rồi thầu. Tin mừng báo vị biết ung thư rồi. Cái người mà niệm Phật ung thư là tin mừng. Ung thư là giúp cho mình buông xả rất nhiều thứ. Có nhiều cái trong cuộc đời mình không có buông đâu, nhưng mà nghe nói ung thư là người niệm Phật nói tin mừng, vì buông nhiều thứ. Buông nhiều thứ trong cuộc đời này. Anh ơi em ung thư rồi anh ơi. Nè, mà ung thư ngực nữa. Thử coi chồng sao, đúng không? Chồng nó thôi thôi bye bye em. Vậy là buông xả đó hả? À buông xả, à, cảm ơn nha. Vậy là em nhẹ nhàng được một món. Thấy không? Buông được món nhẹ ha. Nhớ cái người mà thật sự cầu sanh cực lạc, bất cứ một cái việc gì đến với mình trong cái cuộc đời này đều có thể chấp nhận được. Hãy rèn mình đi, vì trong cuộc đời mỗi người chúng ta nó sẽ đến với mình rất bất tử. Bất tử vô cùng. Cũng như một cái căn nhà nhìn thấy hoành tráng, nó đang duy trì rất là ổn định, nhưng không ngờ cái mầm móng rễ bên trong mình không thấy đâu. Nên bất tử tự nhiên nó sập, bất tử. Con người chúng ta đang khỏe gì mình không có biết, cơ thể bên trong là cái gì đâu. Nên từ nơi đó nó sẽ rất bất tử. Nên chúng ta luôn luôn chuẩn bị. Chuẩn bị bằng cách nào? Niệm Phật chuẩn bị nó sẽ đến với mình. Hiểu không? Chồng mình đang thương mình vô cùng, thương mình quá trời thương luôn. Mình ai biết được nó đang nghĩ cái gì. Có nhiều cặp vợ chồng mà trời ơi nó thương kinh khủng thương luôn. Vậy mà bất tử một cái là nó đòi chia tay. Phải là mình hụt hẳn không? Trong cuộc đời này bất cứ một chuyện gì nó cũng có thể đến với mình được hết. Không chuyện gì mà không đến. Con mình nhìn nó rất là ngoan, nhưng đùng cái con mình đi chích xì ke. Phải mình hụt hẳn không? Mình nhìn thấy một cái nó không có gì hụt hẳn hết. Nghe thầy giảng rõ ràng rồi. Chuyện gì trong cuộc đời này cũng có thể xảy ra. Chúng ta luôn luôn có thể chấp nhận được cái chuyện đó đến với chúng ta. Đặc biệt nhất là chúng ta có bình tĩnh hay không. Quan trọng là bạn có bình tĩnh hay không đối những sự việc trong cái cuộc đời này xảy ra đối với bạn. Trời ơi, những cái bài giảng này mà nó nghe rồi nó thấm thiết mùa xuân luôn, đừng nói chuyện giỡn chứ. Mùa hè đúng không? Hiểu không? Nghe đi rồi mỗi một con người đúng là rõ ràng không? Mình đều có sự chuẩn bị hết trơn. Quý vị đi về đây là quý vị đang được dạy về cái môn chuẩn bị trong cuộc đời của mình. Mà chuẩn bị là làm cách nào? Niệm Phật là chuẩn bị. Thì nhớ nè, câu Phật hiệu là thuốc giải, giải các loại bệnh. Câu Phật hiệu là thuốc giải, giải tất cả các loại khổ. Câu Phật hiệu là thuốc giải, giải tất cả sự đọa lạc trong cuộc đời. Câu Phật hiệu là thuốc giải để cỡ mở giải những cái sự khổ đau và cớ mở những sự chối buộc. Câu Phật hiệu giải quyết được. Câu Phật hiệu giải quyết được. Mỗi một người đàn ông chúng ta nên có một cái tâm trượng phu một chút. Đối với phái nữ mình phải có sự bao dung và thương yêu. Mình cứ là người đàn ông vậy đi. Mình cứ là người đàn ông đối với phụ nữ mình chịu thiệt một chút đi, không có sao đâu. Mà người phụ nữ người ta rất kính trọng mình nghe. Người phụ nữ họ kính trọng nhất là người đàn ông bao dung đối với người ta. Hãy cho người ta những cái mà người ta muốn, người ta sẽ sợ mình 100% luôn. Người ta sợ là sợ cái tình cảm mình dành cho người ta quá sâu dày. Người ta sợ tổn thương tình cảm của mình á. Cái sợ khổ nhất là cái gì? Sợ tổn thương tình cảm cái người mà họ quá thương yêu mình. Chứ không phải là mình dùng cách này cách kia với người ta đâu. Tôi thấy rõ ràng ở trong chùa tôi dùng hết lòng hết dạ luôn. Từng chút tôi lo luôn. Là người ta sợ tổn thương tôi thôi. Người ta sợ tôi chết thôi chứ ngoài ra mà. Chứ ngoài ra mà có ai mà ghét được tôi đâu trời. Thì tôi thấy rõ ràng người đàn ông của mình, mấy ông ơi, mình hãy có một cái đôi tay rộng lớn, bao dung một chút. Đối với phái nữ mình hãy rộng rãi một chút. Như câu nãy như Đức nói, đối với vợ của mình nếu nó không thương mình nữa, nó muốn chia của kệ cứ chia cho nó nhiều đi. Không sao đâu, mình là đàn ông mà. Không có cái này có cái khác, làm ăn nữa không có sao. Không có gì quan trọng. Đời có người, người xưa nói câu hùm chết để gia, người ta chết để tiếng. Có quan trọng gì cái chuyện vật chất. Đối với phái nữ nên có cái tâm bao dung 100%. Họ có gạt mình kệ họ, không quan tâm tới chuyện đó. Sợ gì?
Mình là người thông minh, ai gạt được mình? Mình hiểu hết trơn. Họ chỉ dùng một cái tâm nhỏ nhen một chút xíu để nghĩ ngợi thôi. Còn mình là người đàn ông, cái đầu của mình nó lớn dữ lắm, có sao đâu, đừng có sợ chuyện đó. Nên những đức nói một câu mạnh dạn: đối với phái nữ nên thương yêu, có tâm bao dung nhiệt tình. Đối với vợ con ở nhà nên nhiệt tình thương yêu. Dù là tu nhưng hòa cáp, lo lắng, thương yêu hết lòng, hết dạ. Từ cái tâm đó thôi người ta sẽ bỏ mạng vì mình luôn. Đừng có nói mà nghĩ ngợi cái gì. Không có ai mà đi dám vậy đâu. Có hai vợ chồng này sống với nhau mỗi người của cải riêng không? Người nào cũng có của cải riêng chứ. Hai vợ chồng gặp những đức một phát, những đức nói: bây giờ anh muốn vợ anh quy về một không? Em muốn tất cả của cải đưa vợ hết luôn, cho em hết luôn đó, lo cho em nhiệt tình luôn đó. 5 tháng sau nó đem của cải đưa chồng sạch luôn, nó quy một hướng luôn. Bây giờ gia đình thành một hướng, không chia đôi. Ghê không? Vợ chồng sống với nhau đừng có cái tâm nghĩ ngợi lỡ mai mốt ly dị thì mình không có cái gì. Đừng có sợ, có phước là có phần, không cần nó cũng có anh, đừng có lo. Nên trong cái cuộc đời mình, chồng hay vợ cầm tiền đều được hết, nhưng mà phải quy về một, không có được hai. Phải quy về một, gia đình chỉ có một phần người cầm thôi. Như chùa chỉ có một mình những đứa quyết định tiền bạc à, xài nhưng mà những đứa quyết định không đâu. Mua một cái nhỏ xíu cũng phải hỏi quy tắc, để cho cái ngã người ta không có. Nhưng mà mình bao dung là mình lo, mình còn nghĩ trước người ta nghĩ, mình nghĩ trước người ta nghĩ. Mình làm chồng người ta mình quan tâm, từ bộ đồ vợ mình bạn mình cũng quan tâm. Nó đi làm, nó đi xa mình coi hết đồ. Để chi? Mình biết đồ nào cũ mình đi mua liền. Cái đó thì quá đạt rồi. Hiểu chưa? Mình nghĩ trước người ta nghĩ, biết chưa? Mình nghĩ trước người ta nghĩ thì người ta sẽ hoàn toàn bỏ mạng vì mình. Bỏ mạng vì mình chứ sao? Mình không phải nghĩ điều đó. Nhưng mà muốn cho tình cảm con người nó quy về thành một thôi, vậy thì nó mới đạt. Còn nếu nó phân tâm ra, thua. Thua liền. Nên người phụ nữ mà họ ngưỡng mộ mình là họ sẽ nghe lời mình hoàn toàn. Còn họ mà thiếu sự ngưỡng mộ mình, họ sẽ phân tâm đủ thứ hướng. Giờ những đức hướng dẫn cái việc cái gì? Bị quý những đức mới nghe lời. Nhưng mà tôi đâu có cái ý đồ với phụ nữ. Nên từ nơi đó mà vợ các ông đến đây tu là yên tâm 100% luôn. Tôi không bao giờ mà qua lại mà chơi chung với những cái người phụ nữ ngoài đời. Chỉ có dạy và hướng dẫn, có quà chút chút cho vậy, kết duyên chơi vậy thôi. Ngoài ra không có quan trọng gì tới cái chuyện khác. Trong đây chùa người ta bao la nữ, trời ơi, chứ không có ai mà để ý gì đâu, vợ con của người khác. Còn đây là sống một gia đình, người ta ta mừng, gia đình người ta hạnh phúc quá, cả gia đình người ta sống vui vẻ, không ai đi nghĩ ngợi. Tôi không thể nào dại khờ đi hướng đến một người mà để mắc bao nhiêu con người đó, không có làm điều đó. Hiểu chưa? Hiểu không? Thì thấy không, tôi nói này bằng cả trái tim á. Hết lòng hết dạ đó nghe. Nên tất cả các ông mà vợ đi đến đây tu yên tâm đi, tôi dạy đàng hoàng không à. Tôi dạy chung thủy không à, trời ơi. Em không có bao giờ mà kêu người ta gãy gánh đồ bỏ chồng bỏ con đi tu đâu thôi. Đi tu là tà, nơi nào tu nơi đó. Chứ đâu phải chuyện bỏ nhà bỏ cửa đi tu, nhịn ăn nhịn uống đi tu. Câu nhịn ăn nhịn uống hiểu nghe. Thấy không? Vị trí nào ăn thì vị trí nấy. Thấy không? Ăn chay lâu lâu cũng phải có mì phở. Hiểu không? Thì tự với bà hiểu. Hiểu không? Nên từ nơi đó cuộc sống mà lâu lâu cũng thay đổi gió mái chút xíu. Ông cái người niệm Phật người ta thông minh dữ lắm. Ông thầy giảng cũng rộng rãi lắm chứ không phải giỡn đâu. Hiểu không? Vậy đó mà ta nghe ta thích. Nghe theo thích. Tại vì thầy dạy kỹ quá. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó mới bị biết trong cái cuộc đời này rất nhiều cái khổ người phụ nữ đó, bị cái này nè. Tuy thấy họ phơ phớ vậy đó, nhưng mà lỡ họ cái gì là họ tự chịu, bản thân họ tội nghiệp họ. Càng tu những đức gần phái nữ, những đức mới thấy tội nghiệp người nữ vậy ơi. Tội nghiệp người nữ nhất đời của họ, mấy chục năm chờ phải chịu ngày tháng, những cái ngày tháng đó quý vị. Họ khổ lắm quý vị ơi. Quý vị không có hỏi kỹ, quý vị không biết đâu. Hỏi kỹ đi rồi quý vị sẽ thấy họ khổ à. Có những ngày tháng họ kéo dài, họ khổ lắm quý vị ô. Bây giờ mình là đàn ông mà thử mà mình bị một tháng, bị thế ai biết. Thì mình sẽ biết bao dung liền vậy đâu, mình sẽ biết thương vợ mình.
mình biết thương người phụ nữ liền gì đâu. Mình sẽ không chê trách người ta liền. Thầy mình tội nghiệp người ta. Bây giờ những đứa nói câu này mấy bà đồng lòng không? Thương người ta là đúng quá luôn á. Người ta phải chịu những cái mà bày hày dơ giấy, chịu hôi hám. Bây giờ mình những ngày tháng sạch sẽ, mình cho người ta sạch sẽ đi. Mình cho người ta được đẹp một chút đi. Người ta thích đẹp mà. Mình đàn ông phải hiểu cái nguyên lý đó. Thì tức khắc thấy vợ mình thương. Thôi kệ, nó cũng đẻ chữa khổ đau. Rồi trong gia đình nó cũng dọn dẹp đồ này kia, nó làm lụng tối ngày. Còn mình đàn ông khi mình đi đầu này đầu kia đầu nọ cũng tiện bề. Từ nơi đó mà nghĩ ngợi cho người ta một chút thì cái điều đó thật sự hạnh phúc dữ lắm. Hạnh phúc dữ lắm à. Nó như trong chùa mình mà sống quanh năm mà cười vui tối ngày là cái gì? Là nghĩ cho người ta. Nghĩ cho người ta từng chút nghĩ cho người ta. Người ta sẽ nghĩ cho mình. Giờ này đang ngồi nói chuyện đây thao thao bất tuyệt. Ở dưới nè, bớt cơm, bưng cơm, dọn cơm, làm đủ chuyện ở dưới thấy chưa? Vậy mà không thương rồi, thương ai? Công nhận không? Nên những đức nói rằng mình là người đàn ông thương phụ nữ là vì sao? Vì phụ nữ là một nhà sản xuất cao cấp. Quý vị phải nhớ rằng không có một cái sản phẩm sản xuất nào của một cái người nào mà có thể thiết kế ra mà cho nhân loại mà có thể sản xuất ra trẻ con cả. Dù cái nhà khoa học có giỏi cỡ nào cũng không thể nào sản xuất ra một công cụ mà sản xuất ra trẻ em cho nhân loại. Chỉ có người phụ nữ mới sản xuất ra trẻ em cho nhân loại. Đúng không quý vị? Hãy suy nghĩ kỹ ra đi rồi mình thương phụ nữ. Đúng không? Phụ nữ là một người có công cán rất lớn trong cái cuộc đời này. Vì chúng ta ngồi đây cũng được cái nhà sản xuất này mà ra. Đúng không quý vị? Nói thật lòng mà nói, mình nên thương yêu họ bằng cả trái tim. Vì sao? Vì chúng ta phải tán thán họ là một nhà sản xuất cao cấp. Hãy nói họ là cao cấp. Vì không có một cái sản phẩm nào trong cái cuộc đời này mà có thể sản xuất được như họ. Hiểu chưa? Nó, nên từ nơi đó mà phải thương yêu người phụ nữ. Nên đúng rõ ràng, nhà nước chúng ta vẫn là đặc biệt. Nên mỗi năm có ngày phụ nữ mà không có ngày phụ nam. Ưu ái cho phải nữ. Năm mấy lần phải nữ mà, đúng không? Nó, Du Lan nói về mẹ, ít nói về cha. Không phải là cha không có công, mà vì tâm cha quá, quá rộng lớn. Nên không cần nói đến cha, chỉ cần nói đến mẹ là đủ. Hiểu không? Vì lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Hiểu chưa? Quá bao la rộng lớn. Sanh đẻ khổ đau. Bây giờ mình cứ cho mình là đàn ông nó hơi cao một chút đi. Mình không cần người ta nói công ơn của mình. Cứ nghĩ vậy đi. Mình hãy để cho phái nữ hết đi. Người ta thường ví dụ phụ nữ như một chiếc thuyền. Nên mới nói có câu nói là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Từ nó đó phụ nữ người ta ví như một chiếc thuyền. Tại sao hình tướng Bồ Tát Quán Thế Âm mà hình tướng giống nữ, trong khi Bồ Tát Quán Thế Âm là nam nhưng mà tướng lại là tướng nữ? Vì muốn nói cho nhân loại biết rằng người phụ nữ có cái tâm từ bi nên mới mang bầu con và chịu đựng 9 tháng 10 ngày để con trong bụng đau đớn để sanh ra con. Đó là từ bi đó quý vị ơi. Từ bi chứ không phải giỡn đâu nghe. Trời ơi, cái khổ nhất là đẻ con. Mà họ chịu đẻ là dữ lắm. Nên những đức mới nói họ là nhà sản xuất cao cấp. Những đức nói những cái bài giảng này quý vị nên cho nhiều người đàn ông nghe. Cho nhiều người đàn ông nghe để người đàn ông bao dung rộng lớn. Đàn ông mình bao dung rộng lớn ra. Nhưng mà tuyệt đối phái nữ không được leo. Không được leo. Chứ nói gì mà mấy bà kênh kênh gì mà. Thầy nói tôi nghe nhà sản xuất cao cấp. Người ta chưa hiểu, người ta quýnh cho phù mỏ dài sản xuất cao cấp. Nói là nói cho người hiểu. Hiểu chưa? Người ta không hiểu thì thôi đừng có buồn. Nhưng mà tôi tán thán đúng đó, không có sai đâu. Nói rõ ràng cho nghe đó, thấy chưa? Buổi giảng của nay sao nó vui quá. Nay giảng mà đến nỗi không chờ mát luôn. Hết nắng luôn, thấy chưa? Không, nhà Đức nói cái ngày Chủ nhật mới bị không đến, đúng là nó quá thiếu thốn. Đúng không quý vị? Không đến là không được. Không đến là buồn lắm. Hiểu không?
Ôi, tại hồi nãy giờ cười biết bao nhiêu mà nói, thấy không? Nó bây giờ mà 10:40 luôn rồi. Thấy không? Bữa nay nó cũng hơi trễ 10 phút. Mà 10:40 là giảng cũng dữ lắm rồi đó quý vị. Thấy không? Thôi nguyện Tam Bảo giang hộ quý vị ai cũng vui nghe, ai cũng an lạc hết. Ai về đạo Phật. Và cuối đời phải về cực lạc nghe. Nguyện đem công đức này hướng về thân đệ tử và chúng sanh, sanh về tịnh độ.